Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 250. Ngay khi kiếm kia chém đến, một ông lão mặc áo bào xám xuất hiện trước mặt hắn ta, ông ta vung áo, một cột sáng đen trực tiếp ngăn cản một kiếm kia của Diệp Huyên. Ầm ầm. Thoáng chốc, kiếm quang và cột sáng đen kia vỡ vụn, từng luồng sóng đáng sợ không ngừng lan ra xung quanh. Lúc này, các màn sáng bảo vệ của thần qua tộc bắt đầu rung chuyển. Mọi người trong màn sáng đều cảm nhận được áp lực kinh sợ kia. Quá kinh khủng. Một lúc lâu sau, xung quanh mới dần dần khôi phục lại. Trên không, Diệp Huyên cầm kiếm đứng vững, trước mặt hắn không xa, ông lão áo bào xám chắp tay phải sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo. Cao thủ chí thánh cảnh đỉnh cao. Thực lực ông lão này, cao hơn cổ dị kia không ít. Diệp Huyên khẽ cười, sau đó nói, đến đi. Vừa dứt lời, hắn lại tiến vào siêu thời không, đồng thời không hiện tại cũng bị hắn gấp lại. Lúc này hắn tin nơi này cũng do chủ nhân bút đại đạo quản rồi. Bởi vì thời không sau khi bị hắn gấp lại lúc này, hiện tại lại không phục bình thường rồi. Nơi này có pháp tắc đại đạo. Thấy Diệp Huyên lại gấp thời không, ông lão áo bào xám khẽ nheo mắt, ông ta chầm chầm siết chặt tay phải, trong lòng bàn tay có từng luồng sức mạnh kinh khủng đang ngưng tụ. Diệp Huyên không chần chừ, bước lên trước một bước, chém xuống một kiếm. Một kiếm này, Diệp Huyên đã dùng hết toàn bộ sức lực. Bao gồm cả kiếm ý nhân gian và huyết mạch chi lực. Hai thứ đều được hắn thi triển đến cực điểm. Một kiếm này chém ra, sắc mặt mọi người trong sân đều thay đổi. Ánh mắt ông lão áo xám kia lúc này cũng nặng nề hơn, ông ta xòe tay, từng luồng sáng đen tuôn ra từ lòng bàn tay ông ta tựa như thủy triều. Thoáng chốc, một vòng xoáy sáng màu đen xuất hiện trước mặt ông ta. Kiếm đến. Ầm ầm. Một vùng kiếm quang bỗng nổ tung từ trong luồng sáng đen, đất trời cũng hóa thành hư vô, mà uy lực kinh người trực tiếp khiến màn chắn bảo vệ của thần qua tộc đã xuất hiện vết nứt. Thấy vậy, các cao thủ thần qua tộc vội vàng phục hồi đại trận bảo vệ. Trên trời, Diệp Huyên và ông lão áo xem kia đứng đối diện với nhau, lúc này thân xác ông lão áo xám đã bị hủy, còn Diệp Huyên cũng chảy máu nơi khóe miệng. Hai người đều bị thương nặng. Vết thương của Diệp Huyên là do tự mình tạo ra. Liên tục chém ra hai kiếm, thân thể và thần hồn hắn đã bị phản ngược lại. Mà ngay lúc này, Diệp Huyên bỗng chùi vết máu khóe miệng, hắn nhìn ông lão áo xám, khẽ nhếch miệng, tiếp đi. Nói xong, kiếm thanh huyên trong tay hắn khẽ rung lên. Một luồng kiếm ý đáng sợ bỗng phóng ra từ trong kiếm. Ông lão áo xám bỗng thốt lên, đổi người. Nói xong, ông ta lẳng lặng biến mất, sau đó, một ông lão áo đen tay cầm trường kiếm đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên không xa. Thấy vậy, vẻ mặt Diệp Huyên bỗng trở nên u ám. Mẹ nó, đổi người. Người nghĩ ông đây đang đánh luân phiên hay gì? Vô sỉ. Nhìn thấy thượng cổ dị tộc lại dùng chiến thuật đánh luân phiên. Các cao thủ bên phía thần qua tộc giận dữ mắng to. Đúng là vô sỉ quá rồi. Diệp Huyên cũng không biết nói gì cho phải. Nếu đánh luân phiên kiểu này, chắc chắn hắn không được rồi. Đánh vậy, người nào chịu nổi? Diệp Huyên quay đầu nhìn các cao thủ thần qua tộc bên dưới, lúc này, một ông lão thần qua tộc chậm rãi đi ra. Thái thượng trưởng lão của thần qua tộc. Ngoài Ly Qua ra, đây cũng là cao thủ siêu cấp mạnh nhất thần qua tộc hiện giờ. Thái thượng trưởng lão nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử, người nghỉ một lát đi, để ta đánh. Diệp Huyên khẽ gật đầu, được. Nói xong, hắn quay người biến mất khỏi nơi này. Diệp Huyên lập tức trở về bên trong tiểu tháp chữa trị thương tổn của mình. Phía chân trời, thái thượng trưởng lão của thần qua tộc nhìn cao thủ của thượng cổ dị tộc nơi xa, cười nói, nào. Để ta lĩnh giáo thực lực của cao thủ thượng cổ dị tộc. Nói xong, ông ta chợt biến mất. Nơi xa, cao thủ thượng cổ dị tộc kia cũng biến mất theo. Chiến đấu bắt đầu. Trong tiểu tháp, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu điên cuồng hấp thụ thần qua tinh, chữa trị thương tổn của mình. Hắn phát hiện, cao thủ chí thánh đỉnh cao cảnh đã là cực hạn của hắn. Nếu như gặp phải cao thủ đỉnh cấp trên chí thánh, chắc chắn hắn sẽ chịu thiệt. Mà hắn không dám chắn trong thượng cổ dị tộc này có cao thủ chí thánh đỉnh cao cảnh hay không. Còn chưa đủ mạnh. Diệp Huyên thầm thở dài một hơi, tiếp tục trị thương.
Một bên khác, Kỳ Điện Hạ đến trước một tiểu viện. Ở bên cạnh nàng có một người đàn ông đi theo. Chính là chiến tướng kia. Kỳ Điện Hạ đi vào viện tử, vừa tiến vào viện tử đã nhìn thấy một cô gái mặc một chiếc váy tím, đang trồng rau trong vườn. Nhìn thấy Kỳ Điện Hạ, đầu tiên cô gái váy tím hơi ngẩn ra, sau đó đặt cái cuốc nhỏ trong tay xuống, khẽ nói, ngươi đến rồi. Kỳ Điện Hạ nhìn viện tử nơi xa, hắn ta ở bên trong. Cô gái váy tím gật đầu. Kỳ Điện Hạ mỉm cười, sau đó nói, các ngươi sống cũng thật nhàn nhã. Cô gái váy tím không nói lời nào. Kỳ Điện Hạ ngồi lên chiếc ghế mây bên cạnh, sau đó nói, ta vốn không muốn tới, nhưng cuối cùng ta vẫn tới. Bởi vì có một số chuyện, ta thật sự không cách nào quên được. Cô gái váy tím nhìn Kỳ Điện Hạ, ngươi muốn làm gì? Kỳ Điện Hạ cười nói, ngươi không cần gọi người đâu. Bây giờ thần qua tộc đang ngăn địch, bọn họ không có sức đến cứu ngươi. Cô gái váy tím nhìn chằm chằm Kỳ Điện Hạ, không nói lời nào. Kỳ Điện Hạ lại nói, ta cảm thấy, có một vài món nợ, ngươi và ca ta phải trả, ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt cô gái váy tím dần dần lạnh lẽo, mà đúng lúc này, trong phòng nơi xa bỗng truyền ra tiếng nói, Tiểu Kỳ. Kỳ Điện Hạ nhìn về phía căn phòng, người trong phòng nói, để một mình ta trả những món nợ này, được không? Kỳ Điện Hạ lắc đầu, không thể. Người trong phòng im lặng. Kỳ Điện Hạ khẽ nói, gần triệu người của đế quốc Minh chết đi. Năm đó hoàng tộc chúng ta bị giết hầu như không còn. Ngươi cảm thấy, một mình ngươi có thể trả nổi không? Người trong phòng chìm vào im lặng. Kỳ Điện Hạ chậm rãi nhắm mắt lại ca. Ngươi có thể theo đuổi tình yêu của mình, ta cũng tán thành ngươi theo đuổi tình yêu của mình, nhưng mà, ngươi không nên vì người mình thích mà đánh mất lý trí. Là một người đàn ông, không thể ngu muội như vậy. Cho dù là đàn ông hay là phụ nữ thì đều nên hiểu rõ một chuyện, đó chính là ngoài tình yêu ra thì còn có tình thân và tình bạn. Vì tình yêu là phá hủy tình thân và tình bạn, chuyện này ngu xuẩn biết bao. Người trong phòng vẫn im lặng không nói. Kỳ Điện Hạ nói tiếp. Từ nhỏ ta đã không thích tranh đấu, chỉ thích du ngoạn núi sông, nhưng bây giờ, ta không thể không gánh vác những thù hận này. Bởi vì nếu ta buông bỏ thù hận, đó chính là phản bội những tiền bối và đồng bào của ta. Ta không hận thần qua tộc, bởi vì ta và bọn họ vốn là kẻ địch, hai bên đánh tới người chết ta sống cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng ta hận ngươi, hành vi của ngươi thật sự giống như một kẻ ngu muội. Bất kỳ người đàn ông nào... Một khi đánh mất ranh giới cuối cùng và nguyên tắc của bản thân vì phụ nữ, đó chính là ngu xuẩn. Tình yêu này vĩ đại lắm sao? Không, ta cảm thấy tình yêu này là ngu xuẩn, ca, ngươi còn ngu xuẩn hơn ta tưởng tượng. Người trong phòng chợt nói, đều là một mình ta sai, Tiểu Kỳ, buông tha cho mẹ con nàng đi, được không? Kỳ Điện Hạ quay đầu nhìn lại, không xa ngoài cửa có một cô gái đang đứng, cô gái chừng 15-16, trên mặt vẫn lộ vẻ non nớt. Cô gái nhìn Kỳ Điện Hạ, vẻ mặt bình tĩnh. Kỳ Điện Hạ cười nói, chẳng lẽ ngươi không nên gọi ta một tiếng cô sao? Cô gái đi về phía Kỳ Điện Hạ, mà lúc này, cô gái váy tím đứng ra ngăn cản nàng ta lắc đầu, mẫu thân, nàng ta sẽ không tổn thương ta. Nhưng cô gái váy tím không buông tay mà nhìn chằm chằm Kỳ Điện Hạ. Kỳ Điện Hạ nhìn cô gái, cười nói, trông rất giống ca. Cô gái tránh thoát cánh tay của cô gái váy tím, nàng ta đi đến trước mặt Kỳ Điện Hạ, sau đó nói, cô, ngươi sẽ không giết phụ thân và mẫu thân ta đúng không? Kỳ Điện Hạ nói, ta sẽ. Cô gái giữ chặt cánh tay Kỳ Điện Hạ, ta cầu xin ngươi, được không? Kỳ Điện Hạ lắc đầu, không thể. Cô gái nhìn thẳng vào Kỳ Điện Hạ, vậy ngươi sẽ giết ta sao? Kỳ Điện Hạ lắc đầu, sẽ không. Cô gái nói, vậy sau khi ta lớn lên sẽ báo thù cho cha mẹ. Kỳ Điện Hạ cười nói, có thể. Cô gái cầu xin, cha mẹ vẫn luôn sống những tháng ngày yên bình ở nơi này, bọn họ sẽ không hại người nữa. Kỳ Điện Hạ khẽ cười, nói, bọn họ hại chết rất nhiều người, mà lúc đó những người kia thê thảm dường nào, người có biết không? Cô gái im lặng. Kỳ Điện Hạ khẽ nói, ta cũng muốn tha cho bọn họ. Để thù hận trước kia chấm dứt tại đây, đặc biệt là sau khi nhìn thấy ngươi, ta lại càng không muốn thù hận này kéo dài thêm nữa. Nhưng mà, ta không thuyết phục được chính mình. Cô gái kéo tay Kỳ Điện Hạ, cô, ngươi giết bọn họ rồi, ta
ta sẽ luôn sống trong đau khổ và thù hận, mà ngươi cũng không nhất định có được vui vẻ thật sự. Thù hận trong quá khứ là chuyện đã rồi, chúng ta không thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể khiến bản thân sau này sống tốt hơn. Kỳ Điện Hạ im lặng. Cô gái lại nói, cô. Chiến tướng ở bên cạnh chậm rãi quỳ xuống, Điện Hạ, năm đó quân đoàn thần chiến đều đã chết trận, trừ ta ra, không một người sống sót. Mà hoàng tộc, bất kể già trẻ, đều bị tàn sát gần như không còn, thần qua tộc đánh cướp một tháng bên trong hoàng thành, người phản kháng đều sống không bằng chết, toàn bộ hoàng thành máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi. Nói xong, hai mắt hắn ta đỏ rực, thù hận như vậy, há có thể nói buông xuống là buông xuống. Kỳ Điện Hạ từ từ nhắm mắt lại. Mà bên cạnh, sắc mặt cô gái trở nên trắng bệch. Lúc này, cô gái váy tím bỗng lạnh lùng nói, giết bọn ta. Ngươi chắc chắn ngươi có năng lực đó sao? Ngươi! Còn chưa dứt lời, Kỳ Điện Hạ đã phất tay áo lên. Uỳnh! Một tia sáng trắng lập tức chui vào trong cơ thể cô gái váy tím, thoáng chốc, cô gái váy tím đã thần hồn câu diệt. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cô gái lập tức thay đổi, nàng ta muốn ngăn cản, nhưng lại bị một luồng sức mạnh kinh khủng khóa chặt toàn thân. Mà lúc này, Kỳ Điện Hạ chậm rãi đứng dậy, sau đó đi ra bên ngoài, viện tử cách đó không xa trực tiếp bốc cháy. Cô gái quỳ trên mặt đất không ngừng van xin. Nhưng Kỳ Điện Hạ không quay đầu lại. Nợ, là phải trả. Cô gái quỳ ở phía sau, nàng ta nhìn thấy cha mẹ mình từ từ biến mất ngay trước mặt mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, Kỳ Điện Hạ đột nhiên nói, nhà đầu, bây giờ ngươi có thể buông bỏ thù hận không? Cô gái hơi cúi đầu, không để cho Kỳ Điện Hạ nhìn thấy thù hận và sát ý của mình. Kỳ Điện Hạ mỉm cười, khuyên người khác buông bỏ là một chuyện rất dễ dàng, bởi vì chỉ cần nói miệng là xong. Mà khi loại chuyện này rơi xuống đầu mình rồi, người mới phát hiện mọi chuyện đều không dễ dàng như vậy. Chưa trải qua đau khổ người ta thì đừng có khuyên người ta lương thiện. Giữ gìn sức khỏe. Nói xong, nàng ta và chiến tướng biến mất ở nơi xa. Tại chỗ, rất lâu sau đó, cô gái chậm rãi đứng dậy, mặt không biểu cảm quay người rời đi. Bên ngoài, chiến tướng trầm giọng nói, Điện Hạ, đứa bé kia. Kỳ Điện Hạ khẽ nói, nàng ta không sai, sao ta có thể giết nàng ta? Chiến tướng muốn nói lại thôi. Kỳ Điện Hạ cười nói, người muốn nói ta lòng dạ đàn bà, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, chôn xuống tai họa về sau cho mình, đúng không? Chiến tướng gật đầu, đúng. Kỳ Điện Hạ lắc đầu cười một tiếng, đổi một góc độ khác nhìn nhận vấn đề. Chiến tướng không hiểu. Kỳ Điện Hạ khẽ nói, thứ nhất, nàng ta không hề sai, ta giết nàng ta là trái với sơ tâm, nếu bởi vì sợ bị trả thù mà giết nàng ta. Vậy chẳng khác nào tự hủy tâm cảnh của mình, đời này sẽ khó mà đột phá. Về phần báo thù, ta giết cha mẹ nàng ta tìm ta báo thù, không phải là chuyện rất bình thường sao? Chiến tướng im lặng. Kỳ Điện Hạ nói tiếp, đi thôi. Đến thần qua tộc, chỉ với thượng cổ dị tộc, hẳn là không diệt được thần qua tộc, ta phải đến giúp một tay. Chiến tướng hơi do dự, sau đó nói, không phải ngươi nói Diệp công tử. Kỳ Điện Hạ mỉm cười, sau đó nói, ta đánh thần qua tộc thì liên quan gì đến Diệp công tử chứ? Chiến tướng. Thần qua vực. Giờ phút này, cuộc chiến của Thái Thượng trưởng lão thần qua tộc và cao thủ thượng cổ dị tộc đã đến thời khắc gay cấn nhất. Thực lực hai người tương đương, ai cũng không làm gì được ai. Nhìn thấy Diệp Huyên, những cao thủ thần qua tộc nơi này lập tức thở phào nhẹ nhõm. Diệp Huyên nhìn cuộc chiến của hai người nơi chân trời, sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc, một khi trận pháp bị phá, những cao thủ thượng cổ dị tộc này sẽ xông vào thần qua vực, khi đó, thần qua vực căn bản không thể nào ngăn cản. Đương nhiên, áp lực là ở bên phía thần qua tộc, dù sao, cao thủ chân tiên cảnh của người ta gần như gấp đôi thần qua tộc. Một khi không còn trận pháp, thần qua tộc sẽ nguy hiểm. Đúng lúc này, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt mọi người. Mà giây phút này, thương tổn của Diệp Huyên đã gần như khôi phục hoàn toàn. Vẫn may, xem ra bây giờ trận pháp này vẫn vững như thành đồng, thượng cổ dị tộc muốn phá cũng không đơn giản như vậy. Ít nhất là không thể phá trong thời gian ngắn. Đúng lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện bên ngoài lồng ánh sáng.
người tới chính là Kỳ Điện Hạ. Nhìn thấy Kỳ Điện Hạ, trong lòng Diệp Huyên bỗng dâng lên cảm giác bất an. Kỳ Điện Hạ mỉm cười, không một lời thừa thãi, nàng ta giơ ngón tay chỉ vào lồng phòng hộ kia. Uỳnh! Chín đại trận bỗng nhiên rung lắc dữ dội, ngay sau đó, chín đại trận ầm ầm sụp đổ, hóa thành hư vô. Nhìn thấy cảnh tượng này, tộc trưởng của thần qua tộc lập tức thay đổi sắc mặt, hắn ta nhìn Kỳ Điện Hạ, run giọng nói, ngươi là cao thủ chí thần cảnh. Nghe vậy, sắc mặt tất cả mọi người nơi đây đều thay đổi. Chí thần cảnh. Nghe thấy lời của Ly Minh, sắc mặt các cao thủ ở đây đều thay đổi. Bao gồm cả cao thủ của bên phía thượng cổ dị tộc. Rất rõ ràng, bọn họ cũng không ngờ vị công chúa một nước này lại là cao thủ chí thần cảnh. Thoáng chốc, sắc mặt các cao thủ thần qua tộc đều trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì một số cao thủ thế hệ trước của thần qua tộc đã nhận ra thân phận của Kỳ Điện Hạ này. Đây là nợ máu. Mà cao thủ bên phía thượng cổ dị tộc thì lộ vẻ vui mừng. Một cao thủ chí thần cảnh đủ để nghiền ép toàn bộ nơi đây. Bao gồm cả Diệp công tử ngông cuồng tự đại này. Diệp Huyên cũng hơi bất ngờ. Hắn không ngờ Kỳ Điện Hạ này lại là cao thủ chí thần cảnh. Lần này không dễ chơi rồi. Kỳ Điện Hạ tiện tay đã phá được đại trận phòng ngự của thần qua tộc, mà bây giờ, thần qua tộc nằm vào thế yếu tuyệt đối. Chân trời, Kỳ Điện Hạ nhìn Diệp Huyên bên dưới, cười nói, Diệp công tử đừng nhúng tay vào chuyện của thần qua tộc. Như thế nào? Diệp Huyên im lặng phút chốc, sau đó nói, Kỳ Điện Hạ, ta vẫn luôn có một nguyện vọng. Kỳ Điện Hạ cười nói, đánh với chí thần cảnh một trận. Diệp Huyên gật đầu. Kỳ Điện Hạ mỉm cười, chờ chuyện nơi này xong xuôi, ta đánh với Diệp công tử một trận. Diệp Huyên cười nói, hay là bây giờ luôn đi. Kỳ Điện Hạ khẽ thở dài, cũng được. Diệp Huyên chia tay phải ra, ngay sau đó, thời không nơi đây điên cuồng gấp lại. Nhìn thấy cảnh này, cao thủ hai bên không hẹn mà cùng lùi ra xung quanh. Bọn họ biết, Diệp công tử trước mắt muốn sử dụng đại chiêu rồi. Kỳ Điện Hạ nhìn Diệp Huyên, siêu thời không? Diệp Huyên cười nói, đúng. Vừa dứt lời, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn bất chợt rung động kịch liệt, tiếng kiếm reo khủng bố vang vọng khắp trời. Sắc mặt Kỳ Điện Hạ bình tĩnh. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Một luồng kiếm quang màu máu chợt lóe. Dốc hết sức mình chém ra một kiếm. Đối mặt với Kỳ Điện Hạ đã đạt đến chí thần, hắn chỉ có thể dốc hết sức mình. Bởi vì hắn dám chắc một điều, hắn tuyệt đối không có cơ hội chém ra kiếm thứ hai. Nhìn thấy nhát kiếm kinh khủng này, sắc mặt cao thủ hai bên đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Mà sắc mặt của Kỳ Điện Hạ kia vẫn tĩnh lặng như nước. Khi một kiếm kia chém đến đỉnh đầu Kỳ Điện Hạ, nàng đột nhiên điểm ngón tay về phía trước, ngay sau đó, thời không nơi ngón tay rơi xuống bỗng xuất hiện vô số gợn sóng. Ầm ầm. Bất thình lình. Trong tầm mắt của các cao thủ nơi đây, một kiếm kia của Diệp Huyên trực tiếp hóa thành một luồng kiếm quang, sau đó tan thành mảnh nhỏ rồi dần dần tan biến. Kỳ Điện Hạ nhẹ nhàng phất tay áo, toàn bộ mảnh vỡ kiếm quang lập tức biến mất không còn, tất cả khôi phục lại bình thường. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, ta rất tò mò, với thực lực của cô, trận pháp của thần qua tộc căn bản không nhốt cô được, cô cần gì phải chờ ta đến cứu. Kỳ Điện Hạ cười nói, khi đó ta vẫn chưa đạt đến chí thần. Diệp Huyên im lặng. Lần này đúng là thả hổ về rừng rồi. Kỳ Điện Hạ bước chậm về phía Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử, ngươi hẳn phải biết ân oán giữa ta và thần qua tộc, thù này, ta nhất định phải báo. Nhưng ta và ngươi cũng không có ân oán gì, cho nên, ta hy vọng ngươi đừng nhúng tay vào, được chứ? Diệp Huyên khẽ cười nói, ta đã không đủ sức để nhúng tay vào rồi. Kỳ Điện Hạ khẽ gật đầu, vậy càng tốt. Thật ra nàng vẫn lo lắng Diệp Huyên gọi người kia, khi đó, có lẽ chuyện này sẽ càng phức tạp. Diệp Huyên từ từ nhắm chặt hai mắt, qua Điện Hạ, ta đã cố gắng hết sức. Hắn quả thật đã cố gắng hết sức rồi. Vô địch lâu như vậy, lần này, cuối cùng cũng gặp phải đối thủ. Tâm trạng của hắn đang rất phức tạp. Cũng may lần này không phải là ngầu chưa nổi ba ngày. Nên thỏa mãn rồi. Đương nhiên, lần này hắn cũng không nản lòng,
bởi vì hắn lại lần nữa phát hiện ra thiếu sót của mình, cho dù là phương pháp gấp cũng không hoàn toàn vô địch, nên nói là, hắn phải nghĩ cách nâng cao phương pháp gấp này. Mà muốn nâng cao phương pháp gấp này, vậy phải nâng cao thần hồn của mình, bởi vì yêu cầu về thần hồn của phương pháp gấp này thật sự rất lớn. Đúng lúc này, tộc trưởng cổ dị của thượng cổ dị tộc đột nhiên tức giận chỉ vào Diệp Huyên nói, Kỳ Điện Hạ, giết hắn, tránh cho tai họa về sau. Nghe vậy, Kỳ Điện Hạ hơi cau mày lại, nàng nhìn về phía cổ dị trầm giọng nói, Kỳ Điện Hạ, người này thật sự rất yêu nghiệt, nếu hôm nay không giết hắn, ngày sau sẽ không người nào có thể áp chế hắn. Những cao thủ thượng cổ dị tộc còn lại rối rít gật đầu, bày tỏ đồng ý. Diệp Huyên thoáng nhìn đám người cổ dị, sau đó nói, lời của các ngươi đã nhắc nhở ta. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, sắc mặt Kỳ Điện Hạ lập tức trầm xuống. Diệp Huyên cười nói, cho dù hôm nay các ngươi diệt được thần qua tộc thì ngày sau các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta, nếu đã như vậy, sao ta không tiêu diệt các ngươi luôn bây giờ nhỉ? Cổ dị châm chọc nói, diệt bọn ta, lấy cái gì diệt, lấy miệng của ngươi sao? Diệp Huyên gật đầu, người đời đều cho rằng kiếm của ta lợi hại, thật ra không phải, miệng của ta mới lợi hại. Vừa dứt lời, hắn mở bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn. Cổ dị cười khẩy nói, miệng của ngươi lợi hại, nào, trái lại ta cũng muốn được mở mang kiến thức. Diệp Huyên nhìn về phía Kỳ Điện Hạ, cô là một người rất được, ta hữu nghị nhắc nhở cô, bây giờ rời đi còn có thể sống. Rời đi. Đông đảo mọi người nơi đây đưa mắt nhìn nhau. Vị Diệp công tử này muốn làm gì? Thật sự muốn dùng miệng diệt thượng cổ dị tộc. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, sắc mặt Kỳ Điện Hạ chợt trở nên khó coi. Nàng biết, vị Diệp công tử trước mắt muốn sử dụng đại chiêu rồi. Giây phút này, nàng rất tức giận, bởi vì Diệp công tử vốn đã không định dính vào chuyện này. Mà cổ dị kia lại muốn nhổ cỏ tận gốc. Lần này thì hay rồi. Kỳ Điện Hạ khẽ thở dài, Diệp công tử, nếu bây giờ ngươi bằng lòng lùi bước, ta có thể bảo vệ ngươi và thư viện quan huyên của ngươi. Diệp Huyên nhìn Kỳ Điện Hạ, bây giờ cô rời đi thì có thể còn sống, tin hay không tùy cô. Kỳ Điện Hạ im lặng. Cổ dị ở bên cạnh lại châm chọc nói, đúng là buồn cười cùng cực. Mấy nghìn chân tiên cảnh của thượng cổ dị tộc ta ở nơi này, ngươi muốn diệt thượng cổ dị tộc ta. Đến đi, ta cũng rất muốn nhìn xem ngươi diệt như thế nào. Diệp Huyên nhìn về phía Kỳ Điện Hạ, nếu cô không đi, vậy cũng không thể trách ta rồi. Nói xong, hắn đang định mở miệng gọi ra hai chữ kia, Kỳ Điện Hạ chợt nói, đợi đã. Diệp Huyên nhíu mày, Kỳ Điện Hạ nói, Diệp công tử, lần này ta nể mặt ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nghe thấy lời của Kỳ Điện Hạ, sắc mặt Diệp Huyên bỗng sầm lại. Mẹ nó! Lại bị gài rồi. Cái gì gọi là nể mặt chứ? Rõ ràng là mình nể mặt nàng ta mà. Bây giờ nàng ta nói kiểu này, lại thành mình nợ nàng ta một ân tình. Hắn ngu người luôn. Mà sắc mặt đám người cổ dị ở bên cạnh cũng trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ không ngờ, Kỳ Điện Hạ này lại chạy. Cứ chạy đi như vậy. Thù sâu hận lớn cũng không cần báo. Sợ như vậy sao? Sắc mặt cổ dị vô cùng u ám, đã tu đến chí thần cảnh rồi mà còn sợ này sợ kia, đúng là vô nghĩa. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, không phải ngươi muốn diệt thượng cổ dị tộc ta sao? Đến đây, mấy ngàn chân tiên của thượng cổ dị tộc ta ở đây, ta cũng muốn xem ngươi dùng miệng diệt bọn ta như thế nào. Diệp Huyên gật đầu, như ngươi mong muốn. Nói xong, Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, Thanh Nhi. Thanh Nhi. Vừa dứt lời, kiếm Thanh Huyên rung lắc dữ dội, ngay sau đó, thời không bên cạnh Diệp Huyên bỗng nhiên vỡ ra, tiếp theo, một cô gái mặc váy trắng chậm rãi đi ra. Nhìn thấy cô gái này, Diệp Huyên lập tức sửng sốt. Đệt! Mẹ! Thanh Nhi tới không phải Thanh Nhi váy trắng, cũng không phải Thanh Khâu, mà là Diệp Thanh Thanh lúc trước từng ở cùng hắn một khoảng thời gian. Ngày đó từ biệt, đã lâu không gặp. Diệp Huyên không ngờ đối phương lại xuất hiện ở nơi này. Chuyện này không khoa học chút nào. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Huyên, nhìn vẻ mặt này của huynh, hình như không chào đón ta lắm, vậy ta đi nhé. Tuy nói như vậy,
nhưng nàng không hề có ý định rời đi. Diệp Huyên vội nói, không phải ta không chào đón muội, chỉ là cảm thấy rất bất ngờ. Sắc mặt Diệp Thanh Thanh bình tĩnh, thật sao? Diệp Huyên cười nói, đúng vậy, trái lại, ta rất bất ngờ và vui vẻ, ngày đó muội rời đi, ta từng phái người tìm kiếm muội, nhưng không tìm được bất kỳ tin tức gì của muội. Lời hắn nói cũng không phải là giả, ngày đó sau khi từ biệt, hắn có sai ám quân tìm kiếm Diệp Thanh Thanh, nhưng dù là ám quân cũng không tìm được Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Huyên, bọn họ bắt nạt huynh. Diệp Huyên gật đầu. Bên cạnh, tộc trưởng cổ dị của thượng cổ dị tộc cười khẩy, chỉ một người tới. Đủ sao, nếu như không đủ, người có thể gọi tiếp, nhớ kỹ. Đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên biến mất. Kiếm quang màu đen chợt lóe. Nơi xa, đồng tử cổ dị bỗng nhiên co rụt lại, ngay sau đó, hắn ta chỉ cảm thấy giữa trán lạnh giá. Hình ảnh chợt thay đổi, chẳng biết lúc nào đã có một thanh kiếm màu đen xuyên thủng miệng của cổ dị. Xiết trong chớp nhoáng. Nơi đây, tất cả mọi người hóa đá ngay tại chỗ. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm cổ dị đang kinh ngạc tới cùng cực trước mắt, có phải ngươi cho rằng mình rất giỏi nói chuyện? Nói xong, kiếm trong tay nàng bỗng nhiên xoay tròn. Vèo vèo vèo. Trong nháy mắt, miệng của cổ dị bị thái nhỏ, máu tươi bắn tung tóe. Mà đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên xoay người, kiếm quang vẽ ra một đường vòng cung hoàn hảo, ngay sau đó, đầu của một tên chí thánh cảnh nơi xa trực tiếp bay xa mấy trăm trượng, máu tươi bắn cao mấy chục trượng. Nhưng vẫn chưa kết thúc, chỉ thấy cơ thể Diệp Thanh Thanh chợt lóe, trong phút chốc, nơi đây xuất hiện mấy trăm vạn kiếm quang, dưới ánh nhìn chăm chú của các cao thủ thần qua tộc, mấy nghìn cao thủ chân tiên cảnh của thượng cổ dị tộc bị chém thành mấy chục vạn miếng. Máu tươi giống như một cơn mưa to từ trên không trung trút xuống. Một cơn mưa máu mang theo vô số bộ phận thi thể. Cảnh tượng này khiến những cao thủ thần qua tộc chấn động không thôi. Mẹ nó, đẫm máu quá rồi. Diệp Huyên bên cạnh cũng bị chấn động. Trước kia, Thanh Nhi váy trắng đều là một kiếm xóa sổ, Thanh Khâu cũng gần như thế, mà sao người này lại đẫm máu như vậy? Táo bạo thế sao? Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thanh Thanh thu kiếm, sau đó chậm rãi bước đến trước mặt cổ dị còn chưa chết, ai cho ngươi can đảm bắt nạt huynh ấy? Ngươi không biết huynh ấy là ca của bà đây à? Mọi người! Diệp Huyên! Ca ca! Giữa sân, một đám cường giả thần qua tộc nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt kinh ngạc. Vị Diệp công tử này đã mạnh như vậy rồi, mà muội muội của hắn lại còn mạnh hơn cả hắn. Cả nhà đều là người mạnh. Đương nhiên, sau khi kinh ngạc qua đi, đám cường giả thần qua tộc lại mừng như điên. Thượng cổ dị tộc bị tiêu diệt rồi. Mấy ngàn cường giả chân tiên cảnh toàn bộ đều bị tàn sát. Một kiếm. Không thể không nói, giờ phút này những cường giả của thần qua tộc vẫn còn ngẩn người. Vị tỷ tỷ cầm kiếm này mạnh như vậy sao? Mà cổ dị đã hoàn toàn ngơ ngác. Một kiếm. Tất cả người của tộc mình đã bị xử lý rồi. Một kiếm kia đã đảo lộn nhận thức của hắn ta. Giờ phút này, hắn ta rốt cục cũng biết vì sao Kỳ Điện Hạ đã đạt đến chí thần cảnh lại phải rút lui. Phía sau vị Diệp công tử này có người lợi hại. Xong đời rồi. Cổ dị từ từ nhắm hai mắt lại, thân thể và linh hồn bắt đầu thiêu đốt. Giờ phút này, nhiều lời đã không còn ý nghĩa. Người khác giải quyết. Còn không bằng tự mình giải quyết, đi một cách thể diện chút. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn cổ dị đang bắt đầu thiêu đốt kia, ta cho ngươi chết chưa? Nói xong, nàng ta phất tay áo, ngọn lửa trên người cổ dị trực tiếp bị biến mất. Ngay sau đó, một sợi kiếm quang bay thẳng vào giữa hai chân mày hắn ta, kiếm khí đính tại chỗ. Cổ dị căm tức nhìn Diệp Thanh Thanh, hắn ta không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt có thể nói lên tất cả. Diệp Thanh Thanh không thèm đếm xỉa hắn ta, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, có muốn trở nên mạnh hơn không? Diệp Huyên vội vàng gật đầu. Hắn biết, sắp bật hách rồi. Ha ha! Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, theo ta đi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, ta bàn giao một chút. Diệp Thanh Thanh dừng bước, nhanh lên. Diệp Huyên vội vàng gật đầu. Hắn xoay người nhìn về phía tộc trưởng của thần qua tộc ở một bên, tộc trưởng, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi.
Một lát sau, Diệp Huyên theo Diệp Thanh Thanh biến mất trước ánh mắt của mọi người. Sau khi Diệp Huyên và Diệp Thanh Thanh rời đi, giữa sân, đám người Ly Minh hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, mọi người mừng rỡ. Tiếng hoan hô không dứt bên tai. Bên kia, một cô gái lẳng lặng nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt. Kỳ Điện Hạ. Lúc trước nàng không thật sự rời đi, mà là ẩn trong bóng tối quan sát hết thảy. Sau khi nhìn thấy thực lực khủng bố của Diệp Thanh Thanh, nàng trầm lặng. Chí thần là điểm cuối sao? Rõ ràng là không phải. Kỳ Điện Hạ nhìn về phía thần qua tộc, rất lâu sau, nàng thấp giọng thở dài, sau đó xoay người rời đi. Ở bên cạnh nàng, chiến tướng kia đột nhiên nói, Điện Hạ. Kỳ Điện Hạ nói, thần qua tộc, mệnh không nên tuyệt. Chiến tướng sắc mặt vô cùng khó coi. Kỳ Điện Hạ cười nói, nhưng mà, bọn họ cũng sẽ không tồn tại lâu đâu. Tộc trưởng đời này của thần qua tộc Ly Qua Anh Minh uy phong, hóa giải mối nguy của bọn họ, nhưng mấy ngàn năm sau, thần qua tộc vẫn sẽ diệt vong, chúng ta chờ là được. Chiến tướng có chút khó hiểu, vì sao? Kỳ Điện Hạ nhẹ giọng nói, thế hệ này, bọn họ có người thiên mệnh che chở, có thể tránh đi đại họa, nhưng mấy ngàn năm sau. Nhân quả luân hồi, người mà bọn họ chọc vào cũng là người thiên mệnh. Chiến tướng trầm giọng nói, Điện Hạ. Vị Diệp công tử này là người thiên mệnh. Kỳ Điện Hạ gật đầu, nếu không phải người thiên mệnh, hắn sao có thể không kiêng nể gì trêu chọc nhân quả như thế? Chiến tướng do dự một lát, sau đó nói, là hắn lợi hại, vẫn là người thiên mệnh tiếp theo lợi hại. Kỳ Điện Hạ cười nói, vô địch ở thời đại của từng người. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Chiến tướng vẻ mặt nghi hoặc. Không thể không nói. Kỳ Điện Hạ của hiện tại làm cho hắn ta rất xa lạ. Tuyệt địa, hoang thành. Lão Trương ngồi ở trên thềm đá, trầm lặng không nói. Ông ta đang chờ mệnh lệnh của gia tộc. Ông ta xong rồi. Vất vả phấn đấu cả đời, kết thúc rồi. Ông ta nhìn sách kế hoạch trong tay, lắc đầu cười khổ, đây quyển sách do ông ta thức đêm làm ra, chỉ cần cho ông ta thời gian, ông ta có thể thể hiện tài năng, tạo ra một sự nghiệp to lớn. Nhưng mà, sự thật cho ông ta một cú đánh mạnh. Lúc này đây, ông ta thật sự bị lừa tàn luôn rồi. Hầy! Lão Trương thấp giọng thở dài. Lúc này, một ông lão áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lão Trương. Lão Trương nhẹ giọng nói, gia tộc xử phạt ta như thế nào? Ông lão áo đen đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười nói, Lão Trương, chúc mừng. Lão Trương ngây người. Ông lão áo đen vội vàng nâng Lão Trương dậy, cười nói, Lão Trương, chúc mừng chúc mừng. Hiện tại, ông đã muốn là phó đoàn trưởng của đoàn trưởng lão, không chỉ như thế, ông còn được bổ nhiệm làm tổng lý nội các của Qua Điện Hạ, phụ trách tất cả việc xây dựng thư viện Quan Huyên, ông mau thu dọn một chút, theo ta về tộc. Nghe vậy, Lão Trương hóa đá tại chỗ. Phó đoàn trưởng lão. Tổng lý nội các của Qua Điện Hạ. Mẹ kiếp. Trong lời nói của ông làm áo đen đầy sự nịnh nọt. Bởi vì tất cả mọi người biết, vị Lão Trương trước mắt này là tâm phúc của Diệp Công Tử và Qua Điện Hạ. Vị Lão Trương này, tương lai sẽ quyền thế ngập trời. Mà Lão Trương giờ phút này, giống như nằm mơ. Bên kia, Nam Du Du cũng đã chạy về trong thần qua tộc. Nàng ta cũng thăng chức rồi. Đây đương nhiên là ý của Diệp Huyên. Hai người ngay từ đầu đã đi theo hắn. Hắn tất nhiên là sẽ không quên. Đặc biệt Lão Trương, ông lão này rất thật thà, hơn nữa, làm được việc, bởi vậy, hắn trọng tâm đề bạt, để cho ông ta phụ trách tất cả việc xây dựng thư viện Quan Huyên ở Thần Qua Thành. Đúng lúc này, một cô gái đột nhiên chắn trước mặt Nam Du Du. Cô gái tóc dài ngang vai, mặc chiếc váy màu xanh lá, trong tay cầm một quyển sách cổ rất dày, nàng ta nhìn Nam Du Du, mặt nở nụ cười. Nam Du Du đầu tiên là ngẩn người, sau đó kinh ngạc nói, tiên tổ. Cô gái cười nói, đi theo ta. Nam Du Du hơi do dự, sau đó nói, đi đâu? Cô gái nói, đưa ngươi đi phát triển một chút. Nam Du Du. Cuối cùng, Nam Du Du vẫn lựa chọn đi theo tiên tổ của mình. Trên đường, Nam Du Du có chút tò mò, tiên tổ, người đoán ta đã gặp ai? Con của Dương Bá Phụ, người biết hắn không? Cô gái cười nói, không biết, nhưng mà,
ta đã từng nghe qua về hắn. Nam Du Du nghiêm túc nói, da mặt hắn rất dày. Diệp Huyên. Cô gái cười nói, cha hắn da mặt cũng rất dày. Người đàn ông áo xanh. Nam Du Du có chút tò mò, tiên tổ, chúng ta đây là định đi đâu? Cô gái nói, dẫn người đi trải sự đời. Nam Du Du càng thêm tò mò, trải sự đời. Cô gái cười nói, đúng vậy. Nam Du Du do dự một lát, sau đó nói, tiên tổ, vị thiên mệnh cô nương lúc trước xuất hiện rồi. Nhưng, nàng không phải cô gái váy trắng kia, mà là tay cầm hắc kiếm. Cô gái nhẹ giọng nói, kiếm thái u. Nam Du Du nhìn về phía cô gái nhẹ giọng nói, nàng từng ước định với kiếm chủ áo xanh, tạm thời không gặp y, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được. Nói xong, nàng ta khẽ lắc đầu, không nói gì nữa. Nam Du Du còn muốn nói gì đó, cô gái đột nhiên mang theo nàng ta biến mất tại chỗ, trong chớp mắt, hai người bay nhanh xuyên qua tinh vực thời không vô tận. Bên kia trong thời không vô tận, Diệp Huyên cùng Diệp Thanh Thanh ngự kiếm mà đi. Diệp Thanh Thanh tay cầm trường kiếm, im lặng không nói. Diệp Huyên cười nói, Thanh Nhi. Diệp Thanh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyên, làm sao? Diệp Huyên cười nói, không có gì, chỉ là muốn gọi muội một tiếng. Diệp Thanh Thanh trừng mắt với Diệp Huyên, bớt hoa hòe hoa sói. Diệp Huyên cười ha ha, sau đó nói, Thanh Nhi, lần này chúng ta phải đi đâu? Diệp Thanh Thanh nói, cô gái kia dạy huynh phương pháp gấp rồi. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, lợi hại không? Diệp Thanh Thanh lạnh nhạt nói, có gì lợi hại chứ? Là huynh từng trải ít, cho nên mới cảm thấy lợi hại. Diệp Huyên mỉm cười, Thanh Nhi, ta biết, lúc trước các muội từng đánh nhau, muội có thể nói xem, lúc trước các muội vì sao lại đánh nhau không? Kỳ thực, đối với đoạn ân oán trước đây, hắn vẫn là có chút tò mò. Bởi vì mấy muội muội này vốn là một thể, theo lý mà nói, không nên đánh nhau mới đúng. Diệp Thanh Thanh trầm lặng một hồi, sau đó nói, bởi vì huynh. Diệp Huyên sửng sốt. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyên, huynh từng nói, hy vọng chúng ta bảo vệ vũ trụ tam duy, mà nàng ta mới đầu cũng là làm như vậy, bởi vậy, mấy người chúng ta vẫn luôn sống hòa bình. Mãi đến cuối cùng, nàng ta đột nhiên muốn diệt đạo, hủy diệt cả vũ trụ tam duy, cho nên, chúng ta mới đánh nhau với nàng ta. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao muội ấy muốn hủy diệt vũ trụ tam duy. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Huyên, cũng là vì huynh. Diệp Huyên trầm lặng. Diệp Thanh Nhi nhẹ giọng nói, lúc mới đầu, chúng ta đều ngăn cản nàng ta, bởi vì chúng ta cho rằng huynh không có khả năng xuất hiện lần nữa, mà sự thật chứng minh, nàng ta đúng. Nàng ta đột phá những ràng buộc của mình, đạt tới một cao độ hoàn toàn mới, sau đó cưỡng chế giúp huynh nghịch thiên cải mệnh. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, nếu các muội ngay từ đầu đã biết muội ấy làm đúng, các muội có vẫn ngăn cản muội ấy không? Diệp Thanh Thanh dừng bước, nàng nhìn Diệp Huyên, nếu ngay từ đầu chúng ta biết việc nàng ta làm là đúng, vậy thì, người chết chính là cha huynh. Diệp Huyên vẻ mặt cứng đờ. Diệp Thanh Thanh nói, chỉ cần huynh có thể nghịch thiên cải mệnh, chúng ta nhất định là sẽ không ngăn cản nàng ta, tuy rằng mục đích lúc còn sống của huynh là bảo vệ tốt vũ trụ này, nhưng là... So sánh với việc huynh còn sống, chúng ta càng sẵn lòng hủy diệt vũ trụ này. Diệp Huyên trầm lặng. Diệp Thanh Thanh lại nói, ta trước đây từng rất không thích nàng ta, bởi vì nàng ta luôn coi thường hết thảy, giống như cảm giác chính mình không gì là không làm được vậy. Nhưng sau này ta phát hiện, cho dù ta không thích nàng ta quả thật là không gì là không làm được. Nói xong, nàng lắc đầu, lúc trước khi tách ra, nàng ta kế thừa quá nhiều thiên phú. Diệp Huyên. Diệp Thanh Thanh lại nhìn về phía Diệp Huyên, mặc kệ như thế nào, kết cục là tốt, huynh còn sống, như vậy là được rồi. Mà hiện tại, chức trách của bọn ta chính là bảo vệ huynh, cho ngươi thoát khỏi thế giới vũ trụ hiện có, tiến vào vũ trụ hư chân, hơn nữa vô địch, tất cả nhân quả không thể đặt lên người huynh. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, các muội đang sợ điều gì? Diệp Thanh Thanh nhìn thấy Diệp Huyên, sợ huynh tiêu đời. Diệp Huyên mặt đầy vạch đen. Diệp Thanh Thanh lại nói, tất cả đều sẽ kết thúc, chúng ta cần chính là, trước khi kết thúc, huynh có thể tự mình vô địch, đạt tới trình độ của tam kiếm. Diệp Huyên có chút tò mò, nhà đầu, thực lực của muội so với Thanh Nhi váy trắng thì như thế nào?
hắn vẫn là rất tò mò về thực lực của những thanh niên này. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Huyên, dưới tam kiếm bất tử bất diệt. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, liệu ta hiện tại có thể trở thành bất tử bất diệt dưới tam kiếm không? Diệp Thanh Thanh đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng véo mặt Diệp Huyên, huynh đang nằm mơ à? Diệp Huyên! Bất diệt bất tử dưới tam kiếm. Diệp Huyên khẽ thở dài một hơi. Xem ra, bây giờ mình vẫn phải cố gắng. Diệp Thanh Thanh chợt cười nói, huynh có muốn mạnh lên không? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên. Diệp Thanh Thanh nói, phương pháp gấp nàng giao cho huynh cũng được đấy, nhưng mà thần hồn của huynh quá yếu, bởi vậy, ta dẫn huynh đi tu luyện thần hồn, chờ thần hồn của huynh trở nên mạnh mẽ hơn, phương pháp gấp này của huynh cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Diệp Huyên cười nói, ta rất chờ mong. Diệp Thanh Thanh cười hì hì, không nói thêm gì nữa. Diệp Huyên sầm mặt lại. Nhà đầu này muốn làm gì? Trong mấy thanh nhi này là ngang bướng nhất, sẽ không phải là chuyện gì cũng nghe theo hắn. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, sắp đến rồi. Diệp Huyên nói, chúng ta đang đi nơi nào? Diệp Thanh Thanh nói, huynh sẽ biết ngay thôi. Diệp Huyên đang định nói chuyện, đúng lúc này, thời không nơi xa đột nhiên rung động dữ dội, thoáng chốc, hắn và Diệp Thanh Thanh xuất hiện trong một vùng tinh không lạ lẫm. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn xung quanh, sau đó nói, đi. Nói xong, nàng bắt lấy cánh tay Diệp Huyên rồi biến mất khỏi nơi này. Khi xuất hiện lại, hai huynh muội đang ở dưới chân một ngọn núi lớn, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh của ngọn núi lớn kia đứng sừng sững một tòa cung điện cổ xưa. Diệp Huyên hơi tò mò, đây là... Diệp Thanh Thanh cười nói, Đại học cung. Diệp Huyên nhíu mày. Hắn chưa từng nghe nói. Diệp Thanh Thanh mang theo Diệp Huyên ngự kiếm bay lên, mà ngay sau đó, bỗng có một luồng uy áp kinh khủng từ chân trời phủ xuống. Diệp Huyên nheo mắt nhìn. Luồng uy áp này có thể so với vị kỳ điện hạ ngày đó. Đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn về phía chân trời, sau đó... Nàng phất tay áo lên, luồng uy áp này lập tức tan thành mây khói. Ngay sau đó, Diệp Thanh Thanh và Diệp Huyên xuất hiện trước Đại học cung. Lúc này, một ông lão vội vàng đi tới, hóa ra là Diệp Thanh Thanh cô nương, hiểu nhầm, người canh giữ cung không biết là người, chỉ là hiểu nhầm, dù thế nào người cũng đừng gây rối. Ta lập tức nhận lỗi với người, xin lỗi. Diệp Huyên. Diệp Thanh Thanh nhìn ông lão trước mặt, ta thích gây rối lắm sao? Ông lão vội nói, không không, Diệp Thanh Thanh cô nương, người là một người biết nói lý lẽ. Ta, nói chung, ta lại nhận lỗi với người, xin lỗi. Diệp Huyên. Diệp Thanh Thanh mặt không cảm xúc, đây là ca ta. Nghe vậy, ông lão nhìn về phía Diệp Huyên, đánh giá hắn chốc lát, sau đó nói, ca ca người. Diệp Thanh Thanh lạnh nhạt nói, có vấn đề gì sao? Ông lão do dự một lát rồi nói, không có vấn đề. Diệp Thanh Thanh gật đầu, sắp xếp cho huynh ấy học tập tâm pháp mật tàng của Đại học cung các ngươi, nâng cao thần hồn của huynh ấy. Ông lão vội nói, Diệp Thanh Thanh cô nương, tâm pháp mật tàng này là tâm pháp chí cao vô thượng của Đại học cung ta, tuyệt đối không truyền cho người ngoài, ta. Diệp Thanh Thanh nói, ta miễn phí một lần ra tay cho Đại học cung ngươi. Ông lão lập tức sửa lời, được được, mặc dù không truyền cho người ngoài, nhưng nếu là ca ca của Diệp Thanh Thanh cô nương, tất nhiên bọn ta có thể phá lệ. Nói xong, trên mặt ông ta đong đầy ý cười. Được Diệp Thanh Thanh miễn phí một lần ra tay. Chuyện này hoàn toàn có thể. Cô gái này đánh nhau vô cùng mạnh mẽ, có một lần ra tay miễn phí của nàng. Chẳng phải Đại học cung muốn đánh người nào thì đánh người đó hay sao? Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt ông lão càng thêm rực rỡ. Ân tình này đúng là lời to rồi. Lúc này, dường như nghĩ đến điều gì, ông lão vội nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, Diệp ca. Mời, Diệp Huyên cạn lời, người gọi ta Diệp Huyên là được rồi. Ông lão cười nói, được được, Diệp thiếu, mời, Diệp Huyên hoàn toàn cạn lời. Không nói gì với ông lão này nữa, hắn đi theo ông lão vào trong Đại học cung. Trên đường đi, Diệp Huyên gặp một số học viên, không thể không nói, ai nấy đều rất mạnh. Mà những học viên này cũng tò mò đánh giá Diệp Huyên và Diệp Thanh Thanh. Dọc đường,
Diệp Huyên tò mò hỏi, tiền bối, đại học cung này là? Đối với đại học cung này, hắn vẫn rất tò mò. Ông lão thoáng nhìn Diệp Huyên, sau đó cười nói, Diệp công tử đến từ nơi nào? Diệp Huyên nói, thần qua vực. Ông lão khẽ nói, đó là một nơi rất xa xôi. Diệp Huyên tò mò, tiền bối biết nơi đó. Ông lão cười nói, tất nhiên, năm đó, tiên tổ của thần qua tộc từng học ở đại học cung bọn ta. Tiên tổ. Diệp Huyên liếc nhìn ông lão, đại học cung này là một thế lực cổ xưa. Ông lão lại nói, ta nghe nói thần qua tộc xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế tên là Ly Qua, Diệp công tử quen không? Diệp Huyên gật đầu, quen. Bây giờ Ly Qua còn đang tu luyện trong tiểu tháp của hắn đấy. Mà nàng ta cũng sắp đến chí thần cảnh rồi. Nghe thấy Diệp Huyên nói là quen biết, ông lão mỉm cười, đại học cung ta định mời nàng ta đến nhập học. Diệp Huyên cười nói, thật sao? Ông lão gật đầu, trong đại học cung ta đều là yêu nghiệt và thiên tài siêu cấp của toàn bộ vũ trụ, có thể nói, nơi này của bọn ta tụ tập những thiên tài và yêu nghiệt nhất của các vũ trụ đã biết. Diệp Huyên cười nói, tiền bối muốn nói gì với ta? Ông lão do dự chốc lát, sau đó nói, Diệp công tử, nếu ngươi là ca ca của Diệp Thanh Thanh cô nương, có lẽ cũng là kỳ tài ngút trời, có muốn gia nhập đại học cung ta không? Tất nhiên không phải ông ta coi trọng Diệp Huyên, mà là coi trọng Diệp Thanh Thanh bên cạnh. Diệp Huyên gia nhập đại học cung, vậy cũng đồng nghĩa với Diệp Thanh Thanh gia nhập đại học cung. Mà nếu Diệp Thanh Thanh cô nương gia nhập đại học cung, vậy thì vô địch rồi. Đại học cung muốn đánh người nào thì đánh người đó. Nghe thấy lời của ông lão, Diệp Huyên nhất thời không biết nói gì cho phải. Tất nhiên hắn biết ý đồ của lão già này. Hắn cũng không từ chối, mà cười nói, muốn ta gia nhập đại học cung cũng không phải là không thể, nhưng mà, tạm thời không được. Ông lão nhíu mày, vì sao? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ta phải xem trình độ của đại học cung trước đã, nếu trình độ đủ tốt, gia nhập cũng không sao. Nếu trình độ quá kém, như vậy, ngươi hiểu chứ? Ông lão cười nói, ngươi cứ yên tâm, trình độ của đại học cung ta tuyệt đối là tốt nhất toàn vũ trụ. Không có cái thứ hai. Diệp Huyên thoáng nhìn ông lão, mẹ nó, lão già này rất giỏi khoác lác. Bên cạnh, Diệp Thanh Thanh chợt nói, có thể nhanh chút không? Nghe thấy Diệp Thanh Thanh hơi bực bội, sắc mặt ông lão lập tức thay đổi, được được. Ngươi đừng tức giận. Ta lập tức sắp xếp, hay là ta nhận lỗi với người trước, xin lỗi. Đệt. Diệp Huyên kinh ngạc nhìn ông lão trước mắt, lão già này không có tâm bệnh đấy chứ. Một lời không hợp là xin lỗi. Sắc mặt Diệp Thanh Thanh cũng trở nên khó coi. Diệp Huyên liếc nhìn Diệp Thanh Thanh, chẳng lẽ trước đó Thanh Nhi từng đến nơi này gây rối? Hắn càng nghĩ càng thấy có thể lắm. Thanh Nhi này là người có tính tình nóng nảy nhất hắn từng gặp. Lần này, ông lão không dám nói gì nữa, vội vàng dẫn Diệp Huyên đi vào trong một đại điện, toàn bộ đại điện trống rỗng, nhưng vách tường xung quanh lại có vô số chữ viết cổ xưa. Ông lão quay đầu nhìn Diệp Huyên, những chữ viết cổ xưa trên vách tường trong điện này chính là tâm pháp mật tàng, đều là năm đó tiên tổ của đại học cung bọn ta tự tay viết lên. Diệp Huyên nhìn vách tường xung quanh, lông mày cau lại, bởi vì hắn xem không hiểu. Lúc này... Ông lão cười nói, đây đều là chữ viết cổ xưa, ngươi xem không hiểu cũng là bình thường. Ngươi yên tâm, bọn ta sẽ giảng giải cho ngươi. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì rất cảm ơn. Ông lão cười nói, khách sáo rồi. Nói xong, ông ta ngồi xếp bằng, Diệp Huyên cũng làm theo, ông lão nhắm mắt lại, tĩnh khí ngưng thần. Diệp Huyên cũng nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tĩnh tâm. Thoáng chốc. Vô số âm thanh cổ xưa xuất hiện bên trong thức hải của hắn. Tâm pháp mật tàng. Dần dần, sắc mặt Diệp Huyên bắt đầu trở nên nghiêm túc. Giờ phút này, hắn đã hiểu rõ vì sao Thanh Nhi muốn mang hắn tới nơi này rồi. Tâm pháp mật tàng này quả thật có tác dụng tăng cường cực lớn cho thần hồn. Nếu có thể tu luyện thành công, chắc chắn thần hồn của hắn sẽ có đột phá về chất, chỉ cần thần hồn có thể đạt được đột phá to lớn. Như vậy, phương pháp gấp của hắn cũng đạt được đột phá to lớn. Tu luyện thần hồn, mục đích cuối cùng là phương pháp gấp. Chỉ thoáng chốc, Diệp Huyên đã tiến vào trạng thái tu luyện, hắn từ từ nâng hai tay lên, sau đó vận chuyển tâm pháp, xung quanh hắn bỗng xuất hiện một luồng sức mạnh thần bí mà kỳ dị.
Diệp Thanh Thanh thoáng nhìn Diệp Huyên, sau đó quay người rời khỏi đại điện. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh rời đi, ông lão thở phào nhẹ nhõm, Diệp cô nương ở chỗ này, áp lực của ông ta thật sự rất lớn. Lúc này, ông lão nhìn về phía Diệp Huyên, ông ta đánh giá hắn chốc lát, cảm thấy hơi kinh ngạc, bởi vì ông ta không ngờ Diệp Huyên có thể nắm giữ tâm pháp mật tàng nhanh như vậy. Không đơn giản. Là một nhân tài. Ông lão bắt đầu tính toán xem làm thế nào mới có thể lừa nhóc con này đến đại học cung. Thằng nhóc này còn trẻ như vậy, hẳn là dễ lừa dối. Trên mặt ông lão xuất hiện ý cười gian xảo. Không biết trôi qua bao lâu, quanh người Diệp Huyên tỏa ra lực lượng thần hồn mạnh mẽ, dần dần, linh hồn của hắn rời khỏi cơ thể. Linh hồn xuất khiếu. Không chung, linh hồn Diệp Huyên bắt đầu giơ hai tay ra kết ấn, tu luyện. Bản thân linh hồn tu luyện. Lúc này, ông lão mở bàn tay ra, một miếng gỗ màu đen xuất hiện, tiếp đó, miếng gỗ này bắt đầu bốc cháy, vô số lực lượng linh hồn tinh khiết chui vào bên trong linh hồn của Diệp Huyên, mà khi những lực lượng linh hồn này tiến vào trong linh hồn của Diệp Huyên, vậy mà linh hồn của Diệp Huyên lại tỏa ra chút xíu ánh sáng. Nhìn thấy cảnh tượng này, ông lão hài lòng gật đầu, sau đó ông ta lùi ra khỏi đại điện, thời gian tiếp theo chỉ có thể là Diệp Huyên tự mình tu luyện. Ngoài điện, ông lão gặp Diệp Thanh Thanh. Khi nhìn thấy Diệp Thanh Thanh, ông lão bỗng khựng lại, ông ta quay người muốn trở lại trong điện, nhưng lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, thần hồn của huynh ấy có thể đột phá không? Ông lão vội vàng nói, có thể, chắc chắn có thể. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, ông lão hơi do dự, sau đó nói, Diệp cô nương, ta có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ không? Ông ta phát hiện, lần này Diệp cô nương mềm mỏng hơn lần trước rất nhiều, lần trước hở ra cái là rút kiếm, mà lần này lại không như vậy. Thế là, ông ta muốn đàm phán chút. Diệp Thanh Thanh thoáng nhìn ông lão, là muốn so tài đó à? Vẻ mặt ông lão cứng đờ. Trong điện, Diệp Huyên vẫn đang tu luyện. Lúc này, xung quanh linh hồn hắn càng lúc càng tỏa ra nhiều điểm sáng. Mà hắn cũng kinh ngạc khi phát hiện. Tâm pháp mật tàng này có một điểm rất đặc biệt, đó là chỉ cần nuốt chửng linh hồn thì có thể dùng tâm pháp này chuyển hóa thành năng lượng linh hồn của bản thân. Mà kiếm Thanh Huyền chém giết nhiều cao thủ như vậy, linh hồn chứa bên trong rất, rất nhiều. Mà hắn trực tiếp cầm lấy kiếm hấp thụ. Vì vậy, tu vi linh hồn hắn dễ dàng có thể được diễn tả là tiến bộ vượt bậc. Bởi vì năng lượng linh hồn bên trong kiếm Thanh Huyền, dùng từ vô biên vô tận để hình dung cũng không quá đáng. Trong điện, Diệp Huyên vốn vẫn đang nghiêm túc tu luyện, lập tức mở ra hình thức tu luyện đặc thù. Không những vậy, để tiết kiệm thời gian, hắn còn trực tiếp tiến vào trong tiểu tháp. Cứ như vậy, bên trong tiểu tháp trải qua mấy năm, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất cũng chậm chậm mở mắt, lúc này, linh hồn hắn cũng đã quay về trong thân xác. Ngay khi Diệp Huyên mở mắt, một luồng sức mạnh linh hồn cực kỳ kinh khủng bỗng bùng nổ từ trong thân thể hắn. Thời không xung quanh bỗng dập dềnh như sóng nước. Tâm pháp mật tàng này tổng cộng có 6 tầng, mà hắn tu luyện thẳng lên đến tầng thứ 6 rồi. Đây đương nhiên là bởi vì kiếm Thanh Huyên cổ xưa. Vài năm nay, những người do hắn đã giết chết đã trở thành sức mạnh linh hồn của hắn vào lúc này. Ngay lúc này, một âm thanh bỗng vang lên từ bên cạnh, sức mạnh linh hồn ngươi mạnh thật. Diệp Huyên quay đầu nhìn, cách đó không xa. Một cô gái chậm chậm bước đến. Người đến, chính là Ly Qua đã bế quan tu luyện trước đó. Nhìn thấy Ly Qua, Diệp Huyên cũng cười nói, chí thần. Ly Qua gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên cười nói, chúc mừng. Ly Qua cười nói, vẫn phải cảm ơn ngươi. Diệp Huyên khẽ cười, không nói gì. Ly Qua nghiêm túc nói, trước kia ta đã đồng ý với ngươi, thì sẽ làm được, trong thần qua vực có thần qua tộc. Thì sẽ có thư viện quan huyên. Diệp Huyên cười nói, Ly Qua cô nương, người có biết đại học cung không? Ly Qua gật đầu, đương nhiên, tiên tổ ta năm đó đã từng ở đó học tu luyện, cũng chính vì như vậy, mà cuối cùng tiên tổ ta mới lập ra thần qua tộc. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hiện tại chúng ta chính là đại học cung, vì vậy, người ở lại nơi này, hay là về thần qua vực? Ly Qua im lặng một lúc rồi nói, ở lại nơi này. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Ly Qua nhìn Diệp Huyên, cười nói, chỉ cần ta đủ mạnh, thì chức vị tộc trưởng,
vĩnh viễn chỉ có thể là ta. Diệp Huyên cười ha ha. Ly Qua lại nói tiếp, Diệp công tử, cảm tạ ngươi lúc trước đã giúp giải quyết mối nguy cho thần qua vực. Ngươi yên tâm, thần qua tinh có tử trong nguyên địa, mỗi năm đều sẽ chia một nửa cho ngươi, cho đến khi quảng tinh nguyên địa cạn kiệt. Diệp Huyên cũng không từ chối, lập tức nói, vậy phải đa tạ rồi. Ly Qua cười nói, khách sáo rồi. Hai người rời khỏi tiểu tháp, nhìn thấy Ly Qua, ông lão kia rõ ràng cũng sửng sốt. Ly Qua nhìn ông lão, cười nói, tiền bối là lão Huyền. Ông lão ngây người, sau đó cười lớn, người biết ta. Ly Qua khẽ cười, đương nhiên, lão Huyền là đạo sư truyền kỳ trong đại học cung, sao ta không nhận ra được chứ? Lão Huyền cười nói, tiên tổ ngươi năm đó khi ở dưới trướng ta, thiên phú tuy không quá tốt, nhưng rất nỗ lực. Nói rồi, ông ta quan sát Ly Qua, sau đó nói, so với tiên tổ ngươi thì ngươi càng ưu tú hơn. Nghe đến đây, Diệp Huyên cũng ngây người. Tiên tổ Ly Qua tộc từng dưới trướng lão Huyền. Ông lão này sống bao nhiêu tuổi rồi? Đúng là lão quái vật mà. Ly Qua khẽ thi lễ với lão Huyền, vãn bối muốn gia nhập với lão Huyền. Gương mặt tươi cười của lão Huyền dần biến mất, ông ta nhìn Ly Qua, không nói gì. Muốn gia nhập môn hạ bọn họ, không hề đơn giản như vậy, nhưng, không đúng, nên nói là rất rất khó. Cả đời lão Huyền nhận rất ít đồ đệ, nhưng, ai ai sau khi ra ngoài cũng đều danh chấn khắp vũ trụ, độc bá một phương. Lão Huyền bỗng nói, nhà đầu, người hẳn là biết quy tắc nhận đồ đệ của ta. Ly Qua gật đầu, có biết, lão Huyền nhận đồ đệ, nhân phẩm không tốt sẽ không nhận, thiên phú không cao không nhận, không nhận nữ tử. Không nhận nữ tử. Nghe thấy lời này, Diệp Huyên sững người. Ông lão này không nhận nữ đệ tử. Lão Huyền cười nói, nếu ngươi đã biết, vậy tại sao còn muốn gia nhập môn hạ ta? Ngươi nghĩ ta sẽ phá lệ vì ngươi sao? Ly Qua ngẫm nghĩ, sau đó quay đầu nhìn Diệp Huyên, ngươi muốn gia nhập đại học cung không? Diệp Huyên lắc đầu. Hắn không hề hứng thú với đại học cung. Bản thân đang mở thư viện, nếu hắn gia nhập đại học cung, há chẳng phải chứng tỏ thư viện Quan Huyên không bằng đại học cung sao? Vì vậy, chắc chắn hắn không thể gia nhập đại học cung. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Ly Qua lại quay đầu nhìn lão Huyền. Lần này, nàng ta không nói gì. Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Diệp Huyên sẽ không gia nhập đại học cung, nếu đại học cung muốn lôi kéo Diệp Huyên, cách duy nhất chính là lôi kéo nàng ta. Ít nhất thì hiện tại, theo lão Huyền thấy, thân phận Diệp Huyên và Ly Qua chắc chắn không phải tầm thường. Lão Huyền im lặng. Lúc này, Ly Qua bỗng lên tiếng, lão Huyền, như vậy thì sao, nếu ông đã không nhận đệ tử, vậy ta cũng không thể miễn cưỡng, ông tìm cho một đạo sư, có được không? Nghe vậy, vẻ mặt lão Huyền lập tức giãn ra. Ngay lúc này, một âm thanh vang lên từ bên cạnh, không nhận nữ. Diệp Thanh Thanh. Nghe thấy lời của Diệp Thanh Thanh, vẻ mặt lão Huyền lập tức thay đổi. Diệp Thanh Thanh nhìn lão Huyền chằm chằm, người kỳ thị phụ nữ sao? Lão Huyền vội nói, không không, ta sao lại kỳ thị phụ nữ chứ, ta chỉ đơn thuần không nhận nữ tử làm đồ đệ, chỉ vậy mà thôi. Diệp Thanh Thanh nhìn Ly Qua, hay là, ngươi làm vợ của ca ca ta dạy cho ngươi. Chết tiệt! Nghe thấy lời Diệp Thanh Thanh, Diệp Huyên và Ly Qua đều sững sờ. Diệp Huyên đen mặt, Thanh Nhi, muội nói bậy bạ gì vậy? Ta và Ly Qua cô nương chỉ là bạn bè. Diệp Thanh Thanh lạnh nhạt nói, ta chỉ tùy tiện nói một câu, huynh gấp cái gì? Diệp Huyên. Ly Qua cũng lập tức ngượng ngùng. Diệp Huyên tuy ưu tú, nhưng nếu nói làm vợ hắn, thì hiện tại vẫn chưa có cảm giác kiểu đó. Nhưng, về việc làm đồ đệ của Diệp Thanh Thanh, nàng ta lại rất hy vọng. Chuyện cô gái này dùng một kiếp tiêu diệt thượng cổ dị tộc, đương nhiên nàng ta biết rõ. Nếu có thể bái sư người này, chắc chắn nàng ta sẽ một bước lên mây. Nhưng điều kiện này, làm vợ của Diệp công tử. Nghĩ đến đây, nàng ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, đối mặt với Diệp Huyên, nàng ta bỗng phát hiện, hình như nàng ta cũng không kháng cự đến vậy. Diệp Huyên ở bên cạnh lắc đầu cười, nha đầu, ta thấy muội không hợp làm sư phụ đâu. Diệp Thanh Thanh lạnh nhạt nói, tại sao? Diệp Huyên nói, tính khí muội không tốt,
Diệp Thanh Thanh lập tức nói, vậy ta đi. Thấy rõ nương là nàng ấy có hơi tức giận rồi. Ở bên cạnh, Lão Huyền thoáng chốc đã đổ mồ hôi lạnh đầy mặt rồi. Vị Diệp công tử này đúng là mạnh miệng. Ông ta đã chứng kiến Diệp Thanh Thanh nổi giận, cô gái này, một lời không hợp đã cầm kiếm đánh chém với ngươi rồi. Là kiểu có thể đánh ngã ngươi. Diệp Huyền đi đến trước mặt Diệp Thanh Thanh, cười nói, đừng giở tính trẻ con nữa. Vẻ mặt Diệp Thanh Thanh vô cảm, ta biết, huynh chỉ thích Thanh Khâu với người phụ nữ kia thôi, nếu đã như vậy thì sau này ta sẽ không đến tìm huynh nữa. Nói xong, nàng ấy lập tức quay người ngự kiếm, biến mất nơi cuối chân trời. Diệp Huyền thoáng chốc cũng đau đầu. Tính khí nha đầu này, đúng là nóng nảy. Hắn cũng không tức giận, vì hắn phát hiện, trong mấy thanh nhi, chỉ có thanh nhi này là giống muội muội nhất. Không nuông chiều ngươi. Không lấy lòng ngươi, còn biết chọc ngươi giận. Diệp Huyền lắc đầu cười, hắn lập tức đuổi theo. Con gái mà giận dỗi, con trai nhất định phải đuổi theo, nếu không, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Lão Huyền ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn, khẽ nói, sao nàng ta không đánh ca ca nàng ta một trận nhỉ? Kỳ lạ! Ly Qua nhìn Lão Huyền, tại sao phải đánh? Lão Huyền thấp giọng nói, lúc trước nàng ta từng nói, không nghe lời cứ đánh một trận là được. Ca ca này của nàng ta cũng không nghe lời gì cả. Ly Qua do dự một lát sau đó nhắc nhở, ông không phát hiện, cô nương này ở trước mặt Diệp công tử giống như đang làm nũng sao. Nghe vậy, Lão Huyền sững sờ, bỗng nhiên bừng tỉnh. Trong tinh không, quả nhiên Diệp Thanh Thanh vẫn chưa đi, nàng ấy đang đứng trong tinh không, như đang đợi Diệp Huyền. Diệp Huyền đi đến sau lưng Diệp Thanh Thanh, nhìn cô gái trước mắt, Diệp Huyền khẽ cười, Thanh Nhi. Diệp Thanh Thanh không nói gì. Diệp Huyền nói, còn giận sao? Diệp Thanh Thanh vẫn không nói gì. Diệp Huyền đi đến trước mặt Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh bỗng nói, có phải huynh nghĩ ta là vô cớ gây rối không? Diệp Huyền nghiêm túc nói, làm gì có chứ? Diệp Thanh Thanh khẽ cúi đầu, ta biết là mình đang cố tình gây rối nhưng chuyện này cũng không liên quan đến ta. Lúc đầu khi tách ra, ta đã được chia cho tính cách này rồi. Vì vậy, có liên quan gì đến ta chứ? Diệp Huyền im lặng. Ngươi đã nói tránh né đến vậy rồi, hắn còn có thể nói gì đây? Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Huyền, tu luyện xong rồi. Diệp Huyền gật đầu, thần hồn đã tu luyện xong rồi. Diệp Thanh Thanh nói, còn nhớ quá khứ tông không? Diệp Huyền bỗng ngây người, sau đó nói, quá khứ tông. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Diệp Huyền im lặng. Suýt nữa hắn đã quên mất quá khứ tông này rồi. Ngày trước tông môn này từng truy sát hắn, nhưng, qua một thời gian, tông môn này không còn xuất hiện nữa. Mà bây giờ Diệp Thanh Thanh lại nhắc đến. Hắn còn nhớ, tông chủ tông môn này tên Khương Thái U. Nói đến quá khứ tông, thì không thể không nhắc đến cô gái tương lai kia. Cô gái nói sau này mình phải chết. Người thiên mệnh. Diệp Huyền nhíu mày. Chẳng lẽ con trai sau này của hắn thật sự dẫm lên thi thể bản thân hắn sao? Nghĩ đến đây, hắn lập tức run rẩy. Cha con tương tàn. Truyền thống nhà họ Dương phải bỏ đi thôi. Lúc này, Diệp Thanh Thanh lại nói, thế lực này không đơn giản. Diệp Huyền nhíu chặt mày, sao lại nói vậy? Diệp Thanh Thanh thấp giọng nói, ngày trước ta từng đến quá khứ giới, vốn muốn tiêu diệt bọn họ, nhưng lại phát hiện, bọn họ đã biến mất không còn dấu tích. Rõ ràng có người đã mật báo tin tức cho họ rồi. Diệp Huyền nói, ai? Ánh mắt Diệp Thanh Thanh lạnh lẽo, chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyền lập tức giận dữ nói, có cần giết chết bọn họ không? Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Huyền nghiêm túc nói, tam kiếm cộng thêm ta không tin vũ trụ này còn có kẻ mà chúng ta không tiêu diệt được. Diệp Thanh Thanh vỗ vai Diệp Huyền, sau đó nói, không thêm huynh, hình như cũng chẳng ảnh hưởng gì. Diệp Huyền. Không thêm hắn. Diệp Huyền im lặng. Muội muội này cái gì cũng tốt, chỉ là nói chuyện không lựa lời, quá thẳng thắn. Diệp Thanh bỗng lên tiếng, chỉ bằng, hai chúng ta đi giết. Diệp Huyền chợt sững người, sau đó nói, hai chúng ta. Diệp Thanh Thanh gật đầu, muội có sợ không? Diệp Huyền do dự rồi nói, muội và chủ nhân bút đại đạo từng đánh nhau chưa? Diệp Thanh Thanh lắc đầu, chưa, nhưng... ta không sợ.
Diệp Huyên im lặng. Muội không sợ, nhưng ta hơi rén đấy. Diệp Thanh Thanh nói, đi, đi tìm chủ nhân bút đại đạo. Nàng ấy là người nóng tính, nói làm là làm. Diệp Huyên nói, muội biết y ở đâu không? Diệp Thanh Thanh nói, ta không biết. Diệp Huyên im lặng. Diệp Thanh Thanh nói, nhưng chúng ta có thể đi tìm y. Diệp Huyên nói, tìm ở đâu? Diệp Thanh Thanh im lặng một lúc, nàng ấy xòe tay, bút đại đạo đã xuất hiện trong tay nàng ấy. Nàng ấy nhìn bút đại đạo, chủ nhân ngươi ở đâu? Nếu không nói, ta sẽ dùng một kiếm phá nát ngươi. Bút đại đạo run rẩy nói, ta là người cùng thuyền mà. Diệp Thanh Thanh nhíu mày, lúc nào ngươi đã thành người cùng thuyền rồi? Bút đại đạo vội nói, từ lâu đã đi cùng với Diệp Thiếu rồi. Thật đó. Nó vẫn hơi sợ hãi cô gái này. Cô gái này không chỉ đơn giản là không nói lý, mà cô gái này hoàn toàn là kiểu hành động. Rất ngang ngược. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên do dự, sau đó nói, bút đại đạo, ngươi có biết tung tích chủ nhân ngươi không? Bút đại đạo cười khổ, Diệp Thiếu, ta đã bị ông ấy vứt bỏ rồi, sao ta có thể biết được tung tích chủ nhân chứ? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, đang định nói thì Diệp Thanh Thanh chợt lên tiếng, vậy ai biết tung tích chủ nhân ngươi? Bút đại đạo do dự, sau đó nói, chủ nhân đi lại bất định, không ai biết được tung tích ông ấy, trừ phi ông ấy muốn để ngươi biết được. Diệp Thanh Thanh nhíu mày, có phải y ở thế giới hư chân không? Bút đại đạo nói, ta không chắc. Ánh mắt Diệp Thanh Thanh dần lạnh, bút đại đạo vội nói, ta thật sự không biết, ngươi có thể hỏi tiểu tháp thử xem tiểu tháp đọc rất nhiều sách, có thể sẽ biết được. Mẹ nó! Tiểu tháp lập tức nổi giận, chuyện này liên quan gì đến việc ta đọc sách chứ? Bút hỏng kia, ngươi là do chủ nhân ngươi tạo thành, sao ngươi không biết được y ở đâu chứ? Có phải ngươi sợ thiên mệnh tỷ tỷ giết chết y không? Ngươi là tên phản nghịch. Bút đại đạo. Diệp Huyên bỗng nói, nhà đầu, hiện tại nếu chúng ta đi giết chủ nhân bút đại đạo, thì nắm chắc mấy phần? Vẻ mặt Diệp Thanh Thanh bĩnh tình, 10 phần. Diệp Huyên nhìn Diệp Thanh Thanh, không nói gì. Diệp Thanh Thanh nghiêng đầu, là 10 phần. Diệp Huyên cạn lời. Nếu không giết được chủ nhân bút đại đạo, thì coi như tự dâng đầu lên rồi. Vì vậy, Diệp Huyên nói, chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ hơn đi. Diệp Thanh Thanh nói, bàn bạc kỹ hơn thế nào? Diệp Huyên nói, đi. Nói xong, hắn trực tiếp kéo tay Diệp Thanh Thanh, đưa nàng ấy biến mất. Phía dưới, Diệp Huyên dẫn theo Diệp Thanh Thanh xuất hiện trước mặt Lão Huyền và Ly Qua, Diệp Huyên nhìn Lão Huyền, Lão Huyền, ông có biết đạo môn ở đâu không? Đạo môn. Lão Huyền nhíu mày, người tìm đạo môn làm gì? Diệp Huyên cười nói, chỉ là muốn đi nhìn xem thử thôi. Lão Huyền do dự, rồi nói, đạo môn này ở Đạo Sơn, nhưng mà nơi đó hiện rất hoang vắng. Diệp Huyên nhíu mày, hoang vắng. Lão Huyền gật đầu, đúng vậy. Đạo môn trước kia quả thực rất náo nhiệt, lúc đó, đạo môn vẫn là bá chủ siêu cấp của trấn vực, nhưng sau này bọn họ đã sụp đổ rồi. Diệp Huyên thấp giọng nói, chủ nhân bút đại đạo vẫn còn, bọn họ sẽ không sụp đổ. Lão Huyền cười nói, chủ nhân bút đại đạo đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, đạo sơn này nằm ở đâu? Lão Huyền nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, đi về hướng bên phải trăm vạn dặm. Diệp Huyên gật đầu, sau đó hắn nhìn Diệp Thanh Thanh, chúng ta đi đạo sơn xem thử. Diệp Thanh Thanh gật đầu, hai huynh muội lập tức biến mất. Lão Huyền nhìn phía xa, khẽ nói, đạo sơn. Không lâu sau, Diệp Huyên và Diệp Thanh Thanh đã đến đạo sơn, cả đạo sơn này chỉ có một cung điện nhỏ đơn độc, hơn nữa còn rất cũ nát. Diệp Huyên đến trước cung điện, một cô bé ra đón, cô bé hiếu kỳ nhìn Diệp Thanh Thanh và Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, cô bé, đạo chủ các người đâu? Vẻ mặt cô bé bình tĩnh, chính là ta. Chết tiệt! Diệp Huyên sững sờ tại chỗ. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mày. Diệp Huyên quan sát cô bé này nhiều lắm cũng chỉ 5-6 tuổi, mặc một chiếc váy nho nhỏ, trong tay còn cầm theo phất trần. Diệp Huyên do dự rồi nói, ngươi chính là đạo chủ. Cô bé gật đầu, đúng vậy. Sao vậy? Người có vấn đề gì sao? Diệp Huyên không biết nói gì.
Cô bé bỗng nhìn Diệp Thanh Thanh, người có vẻ như đánh rất được đấy. Diệp Thanh Thanh nhìn cô bé chằm chằm, bỏ từ hình như đi. Cô bé không hề yếu thế nhìn thẳng Diệp Thanh Thanh, đợi ta lớn lên, giống như ngươi thì ta cũng có thể đánh 10 người. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Diệp Thanh Thanh bỗng nắm lấy tóc cô bé, sau đó thuận thế trực tiếp ném lên trời. Ầm ầm. Bầu trời bỗng chốc bị va chạm tạo ra một vực sâu khổng lồ. Diệp Huyên chảy cả mồ hôi hột. Nhà đầu này ra tay không nhẹ chút nào. Bất kể đối tượng là ai. Một lúc sau, cô bé bỏ ra từ trong vực sâu kia, có chút tức giận, cô bé bực tức nhìn Diệp Thanh Thanh, nhưng khi Diệp Thanh Thanh nhìn về hướng mình, cô bé lại vội nhìn sang Diệp Huyên, chúng ta nói đến chuyện chính đi. Diệp Huyên cảm thấy có chút buồn cười, nhà đầu này không dám ra vẻ với Thanh Nhi nữa. Đương nhiên, hắn cũng rất bất ngờ, một đòn vừa nãy của Thanh Nhi, tuy không dùng toàn lực, nhưng sức lực cũng rất mạnh, mà nhà đầu này lại không sao cả. Không hề đơn giản. Cô bé chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Huyên và Diệp Thanh Thanh, cô bé chỉnh lại quần áo, sau đó nói, có chuyện sao? Diệp Huyên nhìn xung quanh rồi nói, đạo môn chỉ có một mình ngươi. Cô bé gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên nhíu mày, người khác đâu? Cô bé nói, trước đây không lâu còn có người, cũng chính là sư phụ ta nhưng, ông ấy chết rồi. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, chết rồi. Chết thế nào? Cô bé nói, bị đánh chết. Diệp Huyên. Cô bé nói, có người muốn chúng ta giao phí bảo kê, sư phụ nói không giao, sau đó thì đánh nhau với đối phương. Nhưng ông ấy chưa từng đánh nhau, sau đó bị đánh chết rồi. Nói rồi, cô bé chỉ vào bên cạnh đại điện, nơi đó có một phần mộ nhỏ, người xem, do ta chôn đó. Ta chôn có tốt không? Diệp Huyên nhìn phần mộ nhỏ kia, đào không sâu. Nhưng rất độc đáo, hơn nữa, trên mộ còn cắm mấy đóa hoa xinh đẹp, thấy rõ là cô bé rất có lòng. Diệp Huyên nhìn cô bé, nếu sư phụ ngươi nhìn thấy mộ của hắn, có lẽ hắn sẽ rất vui và thanh thản. Cô bé lại chỉnh lại quần áo của mình, sau đó nói, các ngươi có lẽ không phải đến để giành địa bàn. Nếu đến cướp đoạt, thì ta có thể nói với người đầy trách nhiệm, chúng ta rất nghèo, cơm cũng sắp không ăn nổi rồi. Nếu các ngươi đến báo thù. Nói rồi. Cô bé chỉ vào phần mộ, sau đó nói, các ngươi có thể đào mộ sư phụ ta lên rồi giết lần nữa. Diệp Huyên im lặng. Đạo môn sao lại rơi vào cảnh này rồi? Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên nhìn cô bé, tại sao ngươi lại gia nhập đạo môn? Cô bé nhìn Diệp Huyên, là sư phụ ta bảo ta gia nhập, lúc ông ấy thấy ta, nói ta là thể chất bất tử trong vạn người, là loại đứng đầu trong cả vũ trụ, vì vậy, bảo ta gia nhập đạo môn, đương nhiên. Khi đó ta rất đói, ông ấy có thức ăn, nên ta đi theo ông ấy thôi. Thể chất bất tử. Đứng đầu. Diệp Huyên quan sát cô bé kỹ càng, khẽ nhíu mày, bởi vì hắn không phát hiện ra điểm gì bất phàm cả. Lúc này, Diệp Thanh Thanh bỗng nói, thể chất đặc biệt. Diệp Huyên nhìn Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh đột nhiên ấn chặt vai cô bé nhìn Diệp Thanh Thanh, quân tử động khẩu không động thủ. Một lúc sau. Diệp Thanh Thanh rút tay phải về, trời sinh bất tử bất diệt. Trời sinh bất tử bất diệt. Diệp Huyên trầm giọng nói, lạ đến vậy sao? Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Huyên, huynh có thể thử xem. Diệp Huyên do dự, sau đó nhìn cô bé, ta có thể thử không? Cô bé gật đầu, được. Diệp Huyên đột nhiên đâm một kiếm xuyên qua ngực cô bé, thế nhưng, không hề có giọt máu nào chảy ra, không những vậy. Sau khi hắn rút kiếm Thanh Huyên ra, thân thể cô bé lại mau chóng hồi phục, chớp mắt đã hồi phục như ban đầu. Vẻ mặt Diệp Huyên thay đổi. Cô bé chớp mắt, không nói gì. Diệp Huyên quay đầu nhìn Diệp Thanh Thanh, muội có thể giết không? Vẻ mặt Diệp Thanh Thanh bình tĩnh, huynh thấy sao? Diệp Huyên im lặng. Không thể không nói, hắn cũng rất kinh ngạc. Thể chất này của cô bé rất nghịch thiên. Tiên thiên bất tử bất diệt. Trên đời này lại có thể chất kinh khủng đến vậy, bản thân tu luyện gian dối như vậy, có quá đáng không? Diệp Huyên thôi nghĩ, bèn cười nói, ngươi xem, hiện tại đạo môn cũng chỉ còn một mình ngươi. Ngươi ở lại đây, có vẻ cũng chẳng có ý nghĩa gì, ngươi có muốn đi cùng ta không? Ta dẫn ngươi đến một nơi. Cô bé nói, đợi đã. Nói xong, cô bé quay người đi vào trong đại điện.
vẻ mặt Diệp Huyên nghi hoặc. Lúc này, cô bé cầm theo một túi đồ đi ra, cô bé nhìn Diệp Huyên, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên do dự chốc lát rồi nói, người cứ vậy mà tin ta sao? Cô bé nhìn Diệp Huyên, yêu cầu của ta không cao, bao ăn bao ở là được. Diệp Huyên cười nói, ngươi không sợ ta lừa ngươi sao? Cô bé lắc đầu. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Cô bé giang tay, ta chẳng có gì cả, ngươi lừa ta cái gì? Nếu ngươi muốn lừa ta, chỉ cần ngươi bao ăn bao ở, ta sẽ đi theo ngươi. Diệp Huyên quan sát nhà đầu này, rất vừa lòng. Nhà đầu này là một nhân tài. Hơn nữa, nhà đầu này chắc chắn cũng không phải người thường, nếu sở hữu thể chất đặc thù như vậy, chắc chắn không phải người tầm thường. Diệp Huyên cười nói, vậy chúng ta đi. Nhà đầu gật đầu. Diệp Huyên bỗng nhìn chiếc nhẫn đen trên tay trái cô bé, đây là. Nhà đầu nói, không biết, lúc ta có ký ức thì đã có nó rồi. Sư phụ ta nói nó có liên quan đến thân thế ta. Diệp Huyên nói, đưa ta xem thử. Nhà đầu lấy nhẫn xuống đưa cho Diệp Huyên, Diệp Huyên quan sát một lúc, trên nhẫn thấy rõ hai chữ màu đen, càn khôn. Nhẫn càn khôn. Diệp Huyên có chút nghi hoặc, hắn quay đầu nhìn Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh nhìn chiếc nhẫn, sau đó nói, rác. Thứ rác rưởi. Diệp Huyên. Nhà đầu quay qua nhìn Diệp Thanh Thanh, sư phụ ta nói thứ này rất, rất lợi hại. Vẻ mặt Diệp Thanh vô cảm, sư phụ ngươi chết rồi. Cô bé lập tức im lặng. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn cô bé trầm mặc, không nói gì thêm. Diệp Huyên đi đến trước mặt cô bé nhỏ, cười nói, ngươi tên gì? Cô bé nhỏ ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, lúc trước sư phụ thường gọi ta là Tiểu Tịnh. Tiểu Tịnh. Diệp Huyên khẽ gật đầu, cười nói, vậy cứ gọi ngươi là Tiểu Tịnh đi. Nói rồi, hắn kéo tay Tiểu Tịnh, đi theo ta đến thư viện Quan Huyên. Hắn cảm thấy nhất định phải đưa yêu nghiệt này đến thư viện Quan Huyên bồi dưỡng cẩn thận. Hiện tại ngoài tiền, thư viện Quan Huyên thiếu nhất chính là nhân tài, phải biết rằng, quản lý thư viện cần có rất nhiều nhân tài, ngoài việc có thể làm việc, thì còn phải đánh giỏi, không thể thiếu chuyện nào. Mà lúc này, Tiểu Tịnh bỗng nói, người có thể đưa ta đến một nơi không? Diệp Huyên nhìn Tiểu Tịnh, nơi nào? Tiểu Tịnh đáp, ta cũng không biết. Diệp Huyên ngây người. Tiểu Tịnh nói, trong đầu ta chỉ có một hình ảnh, nhưng ta không biết nơi đó là nơi nào, nhưng, có một âm thanh cứ bảo ta đi, lúc trước ta bảo sư phụ ta dẫn ta đi, sư phụ lại nói sau này sẽ dẫn ta đi, nhưng còn chưa đến sau này thì ông ấy đã chết rồi. Nói rồi, vẻ mặt cô bé bỗng buồn bã. Diệp Huyên quay đầu nhìn Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh đi đến trước mặt Tiểu Tịnh, nàng ấy đặt tay lên đầu Tiểu Tịnh, nhắm mắt lại, nghĩ đến nơi người muốn đi. Tiểu Tịnh khẽ gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại. Một lúc sau, Diệp Thanh Thanh bỗng nhíu mày. Diệp Huyên vội hỏi, sao rồi? Diệp Thanh Thanh nhìn Tiểu Tịnh đầy thâm ý, sau đó vung tay, một hình ảnh bỗng xuất hiện trước mặt ba người. Đây là một vùng thế giới chưa biết, mà ngay chính giữa vùng thế giới này có một cây cổ thụ, cao đến mấy trăm vạn trượng, chọc thẳng vào bầu trời, xung quanh cây cổ thụ, có những cô gái váy trắng xinh đẹp đứng đó. Ước chừng hơn nghìn người, ai ai cũng cầm một thanh trường thương màu vàng trong tay, tư thế hiên ngang oai hùng. Ngay lúc này, trên đỉnh cây cổ thụ kia, một cô gái váy trắng đứng đầu bỗng mở mắt ra, to gan, vậy mà dám thăm dò thần vực. Âm thanh già cỗi trực tiếp xuyên qua vô số tinh hà vũ trụ, sau đó đến vùng tinh vực này của Diệp Huyên, sức mạnh kinh người khiến những nơi tinh hà âm thanh này đi qua đều vỡ vụn, vô cùng đáng sợ. Thấy sức mạnh kinh khủng như vậy, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Mà ngay lúc này, sắc mặt Diệp Thanh Thanh bỗng trở nên lạnh lẽo, nàng ấy bước lên một bước, một kiếm chém mạnh về trước. Ầm. Cả tinh không vũ trụ lập tức bị vỡ tung. Trên cây cổ thụ, cô gái áo trắng nhíu mày, nàng ta ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, ngay sau đó, ánh mắt nàng ta xuyên qua tinh hà vũ trụ, dừng trên người Diệp Thanh Thanh. Vẻ mặt Diệp Thanh Thanh vô cảm, nhìn con mẹ ngươi. Nói rồi, nàng bỗng ném thanh kiếm trong tay. Bù! Kiếm Thái U trực tiếp xuyên qua tinh hà, đến trên đỉnh cây cổ thụ, thấy vậy, ánh mắt cô gái áo trắng bỗng thay đổi, nàng ta tức giận nói, sắc sược. Nói rồi, nàng ta cầm thương trong tay phóng thẳng lên trời, đỡ lấy kiếm.
Ầm. Bỗng chốc, một vùng kiếm quang từ trên đỉnh cây cổ thụ nổ tung, mà cô gái áo trắng thoáng chốc đã rơi thẳng từ trên trời xuống, chớp mắt đã rơi xuống đất, mà thanh kiếm vẫn chưa hề dừng lại, mà tiếp tục phóng thẳng xuống. Thấy thế, sắc mặt các cô gái váy trắng xung quanh lập tức thay đổi, lần lượt cầm thương ném ra, gần cả nghìn luồng sáng vàng phóng ra, bao phủ thanh kiếm đen kia. Ầm ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, sau đó một vùng kiếm quang bùng nổ, kiếm đen đâm thẳng vào mặt đất. Rầm rầm. Cả mặt đất chấn động sụp đổ, cây cổ thụ lập tức rung chuyển, sau đó, thanh kiếm đen trực tiếp mang theo một đầu người phóng thẳng lên trời, biến mất trong tầm nhìn của mấy cô gái áo trắng. Chớp mắt, kiếm đen đã đem theo đầu cô gái áo trắng đến trước mặt ba người Diệp Huyên. Diệp Thanh Thanh tiến lên đá vào đầu người kia, chết tiệt. Ầm. Đầu người đẫm máu kia lập tức bay đi khỏi tầm mắt. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Tiểu Tịnh nhìn Diệp Thanh Thanh, sau đó khẽ tiến lại gần Diệp Huyên. Cô bé cảm thấy, lần đầu tiên gặp vị Diệp cô nương này, bản thân nói chuyện quả thực quá mạo hiểm. Diệp Huyên cũng đổ mồ hôi lạnh. Mấy thanh nhi này, tính khí đều khác nhau, nhưng vị trước mặt này, tính khí không chỉ nóng nảy bình thường. Mà quả thực là một ngòi nổ. Chút xíu thôi là nổ tung rồi. Tính cách thiên mệnh váy trắng tuy cũng không tốt lắm, nhưng, nhiều lúc, nàng ấy cũng rất dịu dàng. Đương nhiên, nàng ấy ra tay không giống với vị này, nàng ấy không ra tay thì thôi, mà một khi ra tay thì nhất định sẽ khiến đối phương bị tiêu diệt hoàn toàn. Dù sao, cũng không dễ chọc. Người nào người nấy cũng nóng nảy. Thanh Khâu thì tốt hơn chút. Nhà đầu này nhiều lúc vẫn nguyện ý nói lý với người ta. Lúc này, Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn Tiểu Tịnh bên cạnh, Tiểu Tịnh chần chừ rồi nói, ta có thể xin lỗi vì lời nói của ta lúc trước. Xin lỗi. Nói rồi, cô bé khẽ cúi gập người. Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười. Nhà đầu này sợ Thanh Nhi rồi. Diệp Thanh Thanh lạnh nhạt nói, ta chấp nhận lời xin lỗi của người. Diệp Huyên. Nghe vậy, Tiểu Tịnh vội gật đầu, được thôi được thôi. Diệp Huyên do dự rồi nói, nhà đầu, nơi mà ngươi muốn chúng ta đi chính là nơi có cây cổ thụ lúc nãy kia sao? Tiểu Tịnh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi có biết đó là nơi nào không? Tiểu Tịnh lắc đầu, không biết, ta chỉ biết, ta phải đến nơi đó. Diệp Huyên quay đầu nhìn Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh thản nhiên nói, đi. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Diệp Thanh Thanh lạnh nhạt nói, ta nhìn thấy bọn họ là khó chịu. Diệp Huyên. Tiểu Tịnh vội gật đầu, đi, đi đánh bọn họ. Diệp Huyên nhìn Tiểu Tịnh, ngươi không sợ bọn họ là người trong tộc ngươi sao? Tiểu Tịnh do dự chốc lát rồi nói, đừng lo nhiều như vậy, cứ đánh trước đã rồi nói. Diệp Huyên cạn lời. Tâm tư nhà đầu này thoáng thật. Diệp Thanh Thanh nói, vừa nãy bọn họ ra tay với ta đã cảm nhận được vị trí bọn họ rồi, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, được thôi, vậy đi dạo thôi. Nếu là một mình hắn thì hắn sẽ nghĩ thôi vậy. Phát triển một thời gian mới được. Nhưng, nếu đã có Thanh Nhi đi theo thì không giống nữa rồi. Hắn có thể muốn làm gì thì làm. Ngay sau đó, ba người khởi hành đi đến nơi thần bí kia. Trong lúc xuyên qua thời không, Diệp Huyên nhìn Tiểu Tịnh, sư phụ ngươi dạy ngươi tu hành chưa? Tiểu Tịnh gật đầu, dạy rồi. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, hắn dạy thế nào? Tiểu Tịnh nói, ông ấy vừa cho ta một quyển công pháp, sau đó thì chết rồi. Nói rồi, vẻ mặt cô bé bỗng buồn bã, ta cảm thấy, sau này ta phải báo thù cho ông ấy. Diệp Huyên gật đầu, được. Tiểu Tịnh nhìn Diệp Huyên, sau này ta gọi ngươi là gì? Diệp Huyên cười nói, sau này ngươi cứ gọi ta là ca ca đi. Tiểu Tịnh gật đầu, được, ca ca. Diệp Huyên lắc đầu cười, nhà đầu này, đúng là không phản kháng gì cả. Diệp Thanh Thanh nhìn Tiểu Tịnh, không nói gì. Không lâu sau, mọi người đã đến một vùng tinh không chưa biết, cũng chẳng phải đã đến. Mà sở dĩ ba người dừng lại là vì ở phía xa có một ông lão áo đen đang đứng. Chặn đường. To gan thật. Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên và Diệp Thanh Thanh, sau đó, ánh mắt ông ta tập trung vào Tiểu Tịnh, khi nhìn thấy Tiểu Tịnh, ánh mắt ông ta lập tức đầy phấn khởi.
Diệp Thanh Thanh nhìn ông lão áo đen, vẻ mặt bình tĩnh. Ông lão áo đen cười nói, ngươi là Tiểu Tịnh đúng chứ? Tiểu Tịnh gật đầu. Ông lão áo đen cười nói, ta là người đạo môn, là sư phụ ngươi bảo ta đến tìm ngươi, ngươi đi theo ta đi. Sư phụ. Tiểu Tịnh có chút ngờ vực, sư phụ ta chẳng phải đã chết rồi sao? Ông lão áo đen khẽ cười, hắn chết rồi. Nhưng, trước khi chết hắn đã báo cho ta, vì vậy, chúng ta đến đón ngươi đến đạo môn, ở đó, ngươi sẽ có sư phụ lợi hại hơn. Tiểu Tịnh trần trừ chốc lát rồi nói, hiện tại ta đã đi theo ca ca rồi. Nói rồi, cô bé chỉ vào Diệp Thanh Thanh bên cạnh, hay là ngươi đánh với tỷ tỷ xinh đẹp này, các ngươi thắng thì ta đi theo. Diệp Huyên cạn lời, nhà đầu này đầu óc không tốt lắm. Nghe thấy lời của Tiểu Tịnh, ông lão áo đen quay đầu nhìn Diệp Thanh Thanh, ông ta quan sát Diệp Thanh Thanh, khẽ nhíu mày. Bởi vì ông ta phát hiện, ông ta căn bản không nhìn thấu được thực lực thật sự của Diệp Thanh Thanh. Nhưng ông ta không hoảng. Ông lão áo đen cười lạnh, cô nương, cô gái nhỏ này của đạo môn ta, bây giờ ta muốn đưa cô bé đi, người có ý kiến gì không? Diệp Thanh Thanh lạnh nhạt nói, có. Ông lão áo đen nhìn Diệp Thanh Thanh chằm chằm, người đừng không biết đối nhân xử thế như vậy. Diệp Thanh Thanh bỗng biến mất. Ánh mắt ông lão áo đen thay đổi, tay phải ông ta siết chặt thành quyền, sau đó đánh ra một quyền, sức mạnh kinh người lập tức khiến vùng tinh hà này thoáng chốc đã sôi sục. Vô cùng kinh khủng. Thế nhưng sau đó, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua trán ông ta. Ông lão áo đen lập tức bị ghim chặt tại chỗ, không thể động đậy. Ông lão áo đen hóa đá tại chỗ, vẻ mặt khó tin chuyện này. Vẻ mặt Diệp Thanh Thanh bình tĩnh, yếu. Ông lão áo đen. Ở bên cạnh, Tiểu Tịnh nhìn ông lão áo đen, cô bé do dự chốc lát rồi nói, ông lão à, ta không thể đi theo người rồi. Tự ông đi đường bình an. Ông lão áo đen. Diệp Huyên nói, chúng ta đi thôi. Ba người định rời đi thì lúc này, ông lão áo đen kia bỗng nói, ta chính là đạo môn. Ta chính là đạo môn, đạo môn. Diệp Huyên nhìn ông lão áo đen, ngươi không biết ta là ai sao? Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên, tức giận nói, ngươi biết ta là ai không? Ta chính là đạo môn, ngươi từng nghe đến chủ nhân bút đại đạo chưa? Diệp Huyên xòe tay, bút đại đạo xuất hiện trong tay hắn. Ông lão áo đen ngây người, thứ đồ chơi này sao lại trong tay ngươi? Thứ đồ chơi? Bút đại đạo? Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, ngươi không biết ta là ai sao? Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi là ai? Diệp Huyên cười nói, Diệp Huyên. Ông lão áo đen nhíu mày, Diệp Huyên gì, lão đây chưa từng nghe đến. Diệp Huyên quay đầu nhìn Diệp Thanh Thanh, giết đi. Diệp Thanh Thanh vung tay. Thần hồn ông lão áo đen lập tức bị tiêu diệt. Ông lão áo đen. Nếu như cho ông lão áo đen thêm một cơ hội, chắc chắn ông ta sẽ không nói như vậy. Đổi một cách nói khác là có thể sống rồi. Tiểu Tịnh nhìn Diệp Huyên và Diệp Thanh Thanh trước mắt, giây phút này cô bé phát hiện, hai người này còn hung ác hơn sư phụ. Sư phụ vẫn luôn là bị đánh, mà hai người này vẫn luôn là người đánh. Bên cạnh, Diệp Huyên lắc đầu, đạo môn này đúng là trải rộng toàn vũ trụ. Bút đại đạo nói, những nơi cậu đi qua, chủ nhân đều từng đi qua. Diệp Huyên cau mày. Ở một góc độ nào đó, mục đích của mình và chủ nhân bút đại đạo là giống nhau. Ý tưởng lớn gặp nhau nha. Ba người tiếp tục lên đường. Dọc đường, Tiểu Tịnh theo sát Diệp Huyên, còn Diệp Thanh Thanh, cô bé vẫn khá là kiêng kỵ và sợ hãi. Diệp Huyên nói, Tiểu Tịnh, nhớ lại chuyện trước kia chưa? Tiểu Tịnh lắc đầu, không nhớ ra nổi. Diệp Huyên trầm giọng nói, sau khi nhìn thấy gốc cổ thụ kia, cô có nhớ ra cái gì không? Tiểu Tịnh im lặng một lát rồi lắc đầu, vẫn không. Ta chỉ biết là, ta muốn đến nơi đó, về phần đến đó làm gì, ta cũng không biết. Diệp Huyên im lặng. Nhà đầu này cũng rất bí ẩn. Lúc này, Tiểu Tịnh bỗng nhiên nói ra, chúng ta đến đó không có nguy hiểm gì chứ. Lời này là nói với Diệp Huyên, nhưng cô bé lại nhìn Diệp Thanh Thanh. Diệp Huyên cười nói, ta cũng rất lợi hại. Tiểu Tịnh do dự chốc lát, sau đó nói, nếu như chúng ta đi sẽ bị đánh, vậy có thể tạm thời không đi.
Diệp Huyên cười ha hả, không sao, Thanh tỷ tỷ rất lợi hại. Diệp Thanh Thanh thoáng nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, thường thôi. Diệp Huyên. Tiểu Tịnh nhìn Diệp Thanh Thanh, cô bé đã quyết định, đùi này phải ôm thật chặt. Dường như nghĩ đến điều gì, Tiểu Tịnh khẽ thở dài một hơi. Giây phút này, cô bé lại nhớ tới sư phụ. Mặc dù sư phụ chết rồi, nhưng sư phụ đối xử với cô bé thật sự rất tốt. Sở dĩ cô bé yêu cầu Diệp Huyên mang mình đến nơi thần bí kia, bởi vì còn một nguyên nhân, đó chính là cô bé muốn báo thù cho sư phụ. Tiểu Tịnh ngẩng đầu nhìn về phía tinh không sâu thẳm, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Không lâu sau, ba người tiến vào một tinh vực thần bí. Mà trước đó Diệp Huyên cũng chỉ nhìn thấy gốc cổ thụ đó qua hình ảnh, bởi vậy, hắn chỉ biết là nó lớn, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, hắn mới biết được, gốc cổ thụ này hùng vĩ cỡ nào. Rễ cây cắm sâu trong lòng đất, tán cây trải rộng trên tinh không. Đây đã không còn là che khuất bầu trời, đây là che khuất tinh không vũ trụ. Bên cạnh Diệp Huyên, Tiểu Tịnh nhìn gốc cổ thụ này, lông mày nhíu chặt lại. Diệp Huyên vội hỏi, nhớ ra gì không? Tiểu Tịnh im lặng một lát rồi lắc đầu, vẫn không nhớ ra gì. Diệp Huyên cười nói, không sao, từ từ sẽ nhớ. Tiểu Tịnh gật đầu, ừ. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nhìn gốc cổ thụ. Đúng lúc này, một ông lão bất chợt xuất hiện trước mặt ba người, ông lão liếc nhìn ba người hỏi, các ngươi là ai? Diệp Huyên chỉ vào Tiểu Tịnh, ngươi có biết nàng không? Ông lão nhìn về phía Tiểu Tịnh, chốc lát sau, ông ta cau mày lại, không biết. Không biết. Diệp Huyên cũng cau mày lại, hắn nhìn về phía Tiểu Tịnh chớp chớp mắt hay là nhìn lại xem. Ông lão lại thoáng nhìn Tiểu Tịnh, sau đó nói, không biết. Không biết. Tiểu Tịnh quay đầu nhìn Diệp Huyên, giết đi. Diệp Huyên lập tức đen mặt. Nhà đầu này là học rồi thực hành luôn đó à? Nghe thấy lời của Tiểu Tịnh, ông lão kia lập tức nổi giận. Ánh mắt ông lão dần dần lạnh lẽo, bất kể các ngươi là ai, rồi làm cách nào tìm được đến đây, bây giờ phải lập tức rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Sở dĩ ông ta không dám trực tiếp ra tay là bởi vì Diệp Thanh Thanh khiến ông ta cảm nhận thấy nguy hiểm. Một cô gái mà ngay cả ông ta cũng không nhìn thấu, ông ta không thể không kiêng kỵ. Diệp Thanh Thanh chợt nói, hậu quả gì? Trái lại ta cũng rất muốn biết. Ông lão nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, các hạ, nơi này là thần vực. Diệp Thanh Thanh nói, ngươi có tin ta biến nơi này thành tử vực hay không? Sắc mặt ông lão chợt lạnh xuống, ngươi đến để gây sự đó à? Lúc này, Tiểu Tịnh ở bên cạnh đột nhiên nói, các ngươi thật sự không biết ta sao? Ông lão nhìn về phía Tiểu Tịnh, không biết. Tiểu Tịnh cau mày nói, chẳng lẽ ta không phải là một vị đại lão siêu cấp à? Sắc mặt ông lão chợt cứng đờ. Diệp Huyên nhìn Tiểu Tịnh, ngươi cho rằng mình là một vị đại lão siêu cấp. Tiểu Tịnh gật đầu, sư phụ nói ta lợi hại như vậy, chắc chắn là một vị đại lão siêu cấp. Diệp Huyên im lặng. Thật ra, hắn cũng cảm thấy nhà đầu này là một vị đại lão siêu cấp. Nhưng nếu là đại lão siêu cấp, vậy vì sao người nơi này không biết Tiểu Tịnh? Chẳng lẽ bởi vì cấp bậc quá thấp? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, ngươi có thể gọi người có cấp bậc cao nhất nơi này của các ngươi ra nói chuyện không? Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, các ngươi đừng có mà quá đáng. Diệp Huyên lùi về sau một bước, Thanh Nhi, muội lên trò chuyện với ông ta. Tiểu Tịnh cũng vật lùi về sau một bước, cô bé biết, đây là dùng văn không được. Phải dùng đến võ rồi. Diệp Thanh Thanh đột nhiên biến mất, nơi xa, đồng tử ông lão bỗng co rụt lại, ông ta đang định ra tay thì ngay sau đó, một thanh kiếm đã xuyên thủng giữa trán ông ta. Ông lão hóa đá tại chỗ, mình bị giết rồi. Ông lão không thể tin nổi. Diệp Huyên bước lên trước một bước, bây giờ có thể từ từ nói chuyện rồi chứ. Ông lão hoảng sợ nhìn Diệp Thanh Thanh, ông ta vốn cho rằng ông ta và đối phương không chênh lệch là bao. Nhưng sự thật tàn khốc nói cho ông ta biết, ông ta kém đối phương rất nhiều rất nhiều. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, ông lão vội nói, có thể. Chúng ta từ từ nói chuyện, đừng ra tay. Tiểu Tịnh ở bên cạnh khẽ thở dài, lúc trước ta cũng dọa sư phụ ta, nhưng người không sợ, sau đó đã bị người khác đánh chết. Ông lão.
Diệp Huyên nói, người có cấp bậc cao nhất thần vực các ngươi là ai? Ông lão do dự chốc lát, sau đó nói, thần chủ. Diệp Huyên nói, có thể gọi hắn ta ra nói chuyện không? Ông lão cười gượng, ta nào có quyền lực đó? Diệp Huyên gật đầu, vậy ngươi dẫn bọn ta đi gặp hắn ta. Ông lão nói, ta không dẫn các ngươi đi gặp hắn ta, nhưng ta có thể chỉ đường cho các ngươi, được không? Diệp Huyên gật đầu, vậy cũng được. Ông lão chỉ về phía tinh không sâu thẳm xa xăm, đang định nói chuyện, Diệp Thanh Thanh đã nói, không cần phiền phức như vậy. Nói xong, nàng tiện tay ném một cái, kiếm Thanh Huyên bay thẳng ra ngoài. Quỳnh! Thanh kiếm xuất hiện ở vùng tinh không kia, toàn bộ vũ trụ tinh không bỗng chốc sôi trào, luồng kiếm thế ngút trời giống như gió bão bao phủ toàn bộ chư thiên vạn giới. Diệp Huyên im lặng. Bạo lực quá. Sắc mặt ông lão áo đen trắng bệch, cô gái này hung hãn quá rồi. Tiểu Tịnh thoáng nhìn Diệp Thanh Thanh, người tỷ tỷ này, nhất định phải nhận. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Thanh Thanh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ông lão nhìn thấy người đàn ông trung niên, vội vàng cung kính hành lễ, tham kiến thần chủ. Thần chủ khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, không biết phải xưng hô với vị cô nương này thế nào. Diệp Thanh Thanh không thèm nhìn thần chủ mà nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên cười nói, thần chủ, bọn ta đến đây hoàn toàn không có ác ý, chỉ là muốn hỏi thăm một chuyện. Thần chủ nhìn Diệp Huyên, cười nói, không biết là chuyện gì. Diệp Huyên chỉ vào Tiểu Tịnh, nói, ngươi có biết nàng không? Thần chủ nhìn về phía Tiểu Tịnh, một lát sau. Hắn ta lắc đầu, không biết. Nghe vậy, lông mày của Diệp Huyên cau lại, hắn nhìn về phía Tiểu Tịnh, hắn ta cũng không biết ngươi. Tiểu Tịnh im lặng một lát rồi nói, chắc là có chỗ nào đó sai rồi. Diệp Huyên bỗng nói, đưa nhẫn cho ta. Tiểu Tịnh gật đầu, sau đó đưa nhẫn cho Diệp Huyên, Diệp Huyên mở bàn tay ra, chiếc nhẫn chậm rãi bay đến trước mặt thần chủ kia, khi nhìn thấy chiếc nhẫn, sắc mặt thần chủ lập tức thay đổi, nhẫn càn khôn. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên chợt nở nụ cười. Xem ra đối phương biết thân phận của Tiểu Tịnh. Mà lúc này, thần chủ đột nhiên gầm lên, đề phòng. Đề phòng cấp 12. Quỳnh. Bất thình lình, vô số hơi thở mạnh mẽ trong thần vực phóng lên tận trời. Không chỉ như vậy, những trận pháp kinh khủng cũng được khởi động. Trong khoảnh khắc, xung quanh ba người xuất hiện ít nhất mấy nghìn trận pháp kinh khủng, hơn nữa. Xung quanh bọn họ còn có hơn nghìn hộ vệ nữ mặc chiến giáp màu trắng, trừ cái đó ra, còn có càng ngày càng nhiều cao thủ từ xung quanh chạy tới. Giờ phút này gốc cổ thụ kia cũng như sống dậy, chia những cành cây của nó ra tạo thành một chiếc lồng giam bao phủ mọi người, từng luồng uy áp thần bí mà kinh khủng ngăn chặn ba người Diệp Huyên. Nhìn thấy trận địa thế này, Diệp Huyên cũng choáng váng. Thế này là thế nào? Đang trò chuyện vui vẻ mà. Sao đột nhiên muốn đánh nhau rồi? Diệp Thanh Thanh ôm kiếm, vẻ mặt tĩnh lặng như nước. Đánh nhau. Nàng chưa từng sợ. Cả đời đánh nhau, nàng chỉ từng thua một lần, mà nói nghiêm túc thì lần kia cũng không được tính. Bởi vì nàng coi như là thua chính mình. Nơi xa, sắc mặt thần chủ kia ngập tràn đề phòng và khó coi, hắn ta nhìn chằm chằm Tiểu Tịnh đang tỏ ra vô tội, ngươi đến thần vực ta làm gì? Tiểu Tịnh chớp chớp mắt, ta không phải người của thần vực. Thần chủ tức giận nói, ai nói với ngươi rằng ngươi là người của thần vực? Tiểu Tịnh nói, ta không có ký ức lúc trước, nhưng trong đầu ta có hình ảnh của thần vực, cho nên, bọn ta cứ đến thôi. Sao vậy, ta không phải người của thần vực sao? Trên mặt Diệp Huyên cũng lộ vẻ nghi ngờ. Thần chủ nhìn chằm chằm Tiểu Tịnh, ngươi không có ký ức lúc trước. Tiểu Tịnh gật đầu, không. Nhưng mà, có âm thanh gọi ta đến thần vực. Nói xong, cô bé còn chỉ vào gốc cổ thụ trước mặt, gốc cây này là của ta sao? Thần chủ giận tím mặt, cây này là của thần vực ta, sao có thể là của ngươi? Ngươi mau rời đi. Tiểu Tịnh nhíu mày, nhưng vì sao ta lại cảm thấy nó là của ta? Sắc mặt thần chủ vô cùng khó coi, ngươi mau đi đi. Diệp Huyên chợt nói, thần chủ, rốt cuộc nàng là ai? Thần chủ nhìn về phía Diệp Huyên, sắc mặt cực kỳ khó coi, sao ngươi lại đi cùng nàng? Diệp Huyên nhíu mày, nàng là ai?
Thần chủ trầm giọng nói, nàng là đoàn trưởng của đội lính đánh thuê Càn Khôn Khét Tiếng, được mọi người gọi là đội lính đánh thuê thổ phỉ, chuyên môn cướp sạch chư thiên vũ trụ, những nơi đi qua, chó gà không tha, dù là tổ kiến cũng phải đổ nước sôi vào. Nghe vậy, Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Tịnh, Đậu Xanh, ngươi không phải người tốt. Tiểu Tịnh. Chó gà không tha. Không thể không nói, Diệp Huyên ngớ người rồi. Tiểu Tịnh này còn là một thổ phỉ. Diệp Thanh Thanh cũng nhìn Tiểu Tịnh, nàng cũng không ngờ, nhóc con này vậy mà lại là một thổ phỉ. Chẳng trách đầy vẻ côn đồ, thổ phỉ. Tiểu Tịnh thì ngơ ngác, sao có thể? Xa xa, thần chủ nhìn chằm chằm Tiểu Tịnh, ngươi nhắm vào thần vực ta. Diệp Huyên cũng là có chút cạn lời. Nhà đầu kia mất trí nhớ rồi vẫn nhớ không quên thần thụ của người ta. Tiểu Tịnh hơi do dự, sau đó nói, sư phụ của ta nói ta là một người tốt, không tin các ngươi đến hỏi sư phụ của ta. Diệp Huyên mặt đầy vạch đen. Sư phụ của ngươi đều đã chết rồi, còn đến hỏi sư phụ của ngươi. Xa xa, thần chủ nhìn về phía Diệp Huyên và Diệp Thanh Thanh, hai vị, nếu các ngươi không tin lời ta, có thể đến loạn táng vực hỏi. Nàng ta thật sự là tiếng xấu ai ai cũng biết, nàng ta không làm bất kỳ một chuyện nào mọi người làm. Đúng rồi, dưới quyền nàng ta còn có một bang thổ phỉ. Diệp Huyên nhìn Tiểu Tịnh, không nói lời nào. Tiểu Tịnh do dự một lát, sau đó nói, ca ca, huynh cũng tin ta là người xấu sao? Diệp Huyên nói, ta tin ngươi từng là một người xấu, về phần hiện tại. Tiểu Tịnh vô tội, những việc trước đây ta từng làm liên quan gì đến ta bây giờ chứ? Diệp Huyên không nói gì. Lúc này, hắn cũng có hơi đau đầu. Hắn đã thu nhận nha đầu này vào thư viện quan huyên, mà nha đầu kia rõ ràng không phải một người lương thiện, nếu nha đầu kia khôi phục trí nhớ. Hắn vẫn là có chút sợ sẽ dẫn sói về nhà. Hắn không sợ đối phương gây ra mối đe dọa cho thư viện quan huyên, dù sao, có Thanh Khâu ở đó. Điều hắn sợ chính là, nha đầu kia sẽ làm xấu bầu không khí của thư viện quan huyên. Loại chuyện cướp bóc này, tuy rằng trước kia hắn cũng từng làm. Nghĩ vậy, Diệp Huyên nhất thời có chút xấu hổ. Chính mình trước kia hình như cũng không phải người tốt gì. Đúng lúc này, xa xa thần chủ đột nhiên nói, hai vị có thể đưa nàng ta đến loạn vực, ở đó, nàng ta hẳn là có thể khôi phục trí nhớ. Hắn ta hiện tại chỉ cầu hai tên ngốc này mang thủ lĩnh thổ phỉ này đi. Lúc này, Tiểu Tịnh đột nhiên chỉ cây thần thụ kia, sau đó nói, ca ca. Cái cây kia rất đáng giá. Thần chủ biểu cảm cứng đờ. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, của người ta. Tiểu Tịnh lưỡng lự một lát, sau đó nói, đoạt lấy, sau đó giết hết bọn họ. Vậy nó sẽ là của chúng ta rồi. Đương nhiên, ta chỉ là đưa ra đề nghị. Thần chủ. Diệp Huyên mặt đầy vạch đen, mẹ nó, nhà đầu kia thật không phải một người tốt. Một bên. Diệp Thanh Thanh bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, huynh quyết định. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, Thanh Nhi, muội có biết vì sao nàng ta lại bị mất đi trí nhớ không? Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, nàng ta đang tu luyện một loại công pháp rất quỷ dị. Xa xa, thần chủ vội vàng nói, đúng đúng, nàng ta chắc chắn là đang tu luyện vô ngã thần pháp trong truyền thuyết, quên đi chính mình, chặt đứt kiếp trước kiếp này và tương lai. Đây là một loại tâm pháp quỷ dị do chính nàng ta tạo ra, vô cùng khủng bố. Hai vị, nàng ta thật sự là một tai họa. Nếu hiện tại các ngươi không giết nàng ta, chờ sau khi nàng ta khôi phục trí nhớ, các ngươi sẽ hối hận. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Tịnh nói, ta đã muốn nhận huynh làm ca ca. Một tiếng ca ca, cả đời ca ca, ca. Diệp Huyên. Thần chủ còn muốn nói cái gì, Tiểu Tịnh đột nhiên nhìn hắn ta một cái. Cô bé cũng không nói gì, chỉ nhìn như vậy. Sắc mặt thần chủ lập tức thay đổi, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, chúng ta đi loạn táng vực. Tiểu Tịnh khẽ gật đầu, được. Một bên, thần chủ do dự một lát, sau đó vẫn là cố lấy dũng khí, hai vị, nếu như nàng ta khôi phục trí nhớ, vậy hậu quả khó lường. Các ngươi! Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, người xấu thì làm sao? Thần chủ nhìn về phía Diệp Thanh Thanh nói, ai quy định trên đời này chỉ có thể có người tốt, không cho phép có người xấu. Cướp bóc lại làm sao? Thần chủ trầm lặng. Mẹ nó!
cô gái này cũng không phải người tốt. Được. Lão tử không nói. Diệp Huyên cười nói, chúng ta đi một chuyến đến loạn táng vực đi. Nói xong, hắn nhìn về phía thần chủ, làm thế nào để đến loạn táng vực? Thần chủ vội vàng nói, chỗ chúng ta có truyền tống trận, có miễn phí đưa các ngươi đến đó. Diệp Huyên cười nói, vậy đa tạ. Thần chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyên, gã này còn cười, chờ tiểu cô nương kia khôi phục trí nhớ, tiểu tử ngươi sẽ phải khóc. Dưới sự sắp xếp của thần chủ, ba người tiến vào một cái truyền tống trận. Mà lúc này, từ trên người Tiểu Tịnh đột nhiên rơi xuống một hòn đá nhỏ. Mọi người sững sờ, Tiểu Tịnh nhìn thần chủ, đồ của ta bị rơi ở đây rồi. Sau này ta phải quay lại lấy. Thanh âm vừa dứt, ba người trực tiếp biến mất trong truyền tống trận. Đám người thần chủ ngơ ngác. Trong truyền tống trận, Tiểu Tịnh hơi hơi cúi đầu, không nói lời nào, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Tịnh, cười nói, nghĩ gì thế? Tiểu Tịnh nói, ta trước kia thật sự là một người xấu xa sao? Diệp Huyên cười nói, nếu đúng vậy, về sau muội có thay đổi không? Tiểu Tịnh hơi do dự, sau đó nói, nếu ta không thay đổi thì sao? Diệp Huyên chỉ Diệp Thanh Thanh, ta sẽ để Thanh tỷ nói chuyện với muội. Tiểu Tịnh im lặng. Ý tứ rất rõ ràng. Nói chuyện được thì nói bằng mồm, nói không được, vậy thì nói bằng vũ lực. Tiểu Tịnh thấp giọng thở dài. Diệp Huyên xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Tịnh, cười nói, hiện tại muội đã gia nhập thư viện Quan Huyên, như vậy, ta phải chịu trách nhiệm đối với muội, nếu sau khi muội khôi phục trí nhớ, muội muốn rời đi, ta cũng tôn trọng quyết định của muội. Muội yên tâm, ta sẽ không phán xét muội, những điều đó không thuộc quyền quản lý của ta. Diệp Huyên hắn không phải thần. Cái gì cũng muốn quản. Người tốt. Người xấu. Chính hắn cũng không phải người tốt gì. Hơn nữa, cha hắn lại càng không là người tốt gì, nếu thật sự muốn quản, trước tiên quản lão cha điên khùng đã đi. Dù sao trước kia cha cũng đã tàn sát không ít. Nhưng điều này rõ ràng là không thể quản nổi. Đương nhiên, nếu Tiểu Tịnh muốn ở lại thư viện, vậy hắn khẳng định là phải quản. Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua Diệp Huyên. Khẽ gật đầu, ca ca, huynh là người tốt, giống như sư phụ. Diệp Huyên cười cười, không nói gì thêm. Một bên, Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, sau đó nói, nếu thật sự muốn kiếm tiền, cứ cướp bóc mãi không có tiền đồ đâu, phải học vị tần quan cô nương kia, nàng ta rất nhiều tiền. Tần quan. Diệp Huyên nghĩ đến tần quan, nhất thời nở nụ cười. Tần quan của hiện tại, chắc chắn đã là siêu cấp phú bà. Phải biết rằng, bây giờ Thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các đã bắt đầu thu lợi nhuận rồi. Chỉ cần bắt đầu thu lợi nhuận, vậy tuyệt đối là đại phát tài. Tiểu Tịnh hơi lưỡng lự, sau đó nói, Thanh tỷ tỷ, vì sao tỷ mạnh như vậy? Diệp Thanh Thanh lạnh nhạt nói, trời sinh. Diệp Huyên. Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, không nói gì nữa. Tỷ tỷ này tính khí không tốt, nói dễ nghe không sao, nói không tốt sẽ bị đánh. Chỉ chốc lát, phía trước ba người đột nhiên xuất hiện một quầng sáng. Sắp tới rồi. Rất nhanh, ba người xuyên qua quầng sáng kia, xuất hiện ở trong một tinh không. Vừa mới tiến vào tinh không này, Diệp Huyên liền nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, xung quanh có mùi máu tươi. Đây không phải một nơi tốt đẹp. Đúng lúc này, từ xa xa một hơi thở khủng bố đột nhiên thổi quét đến. Thẳng đến chỗ ba người Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn về phía luồng hơi thở kia, là một người đàn ông trung niên, giờ phút này người đàn ông trung niên đang nhìn chằm chằm vào ba người bọn hắn, cười tà ác. Diệp Huyên nhíu mày, người huynh đệ này muốn làm cái gì? Đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên bước lên trước một bước, chỉ một ngón tay. Suy! Một sợi kiếm quang giống như sấm sét chợt lóe qua, trong chớp mắt, đầu của người đàn ông trung niên lập tức bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe khắp mặt đất. Diệp Huyên trầm lặng. Đối phương đây là đầu óc không tốt. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua cái đầu bị bay ra ngoài của người đàn ông trung niên, cái thứ quái quỷ gì. Mà đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều hơi thở không rõ ràng. Diệp Huyên nhìn qua bốn phía, nhăn mày lại. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nâng tay chém một kiếm. Suy!
thời không xung quanh lập tức bị xé rách ra, ngay sau đó, hàng chục tiếng kêu thảm thiết vang lên. Xiết trong nháy mắt. Diệp Thanh Thanh mặt không chút biểu cảm, mở lòng bàn tay ra, hắc kiếm trở lại trong tay nàng. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, giữ lại một người sống. Diệp Thanh Thanh gật đầu, ta cố gắng. Diệp Huyên. Ba người đi về phía xa xa, không bao lâu sau, ba người đi vào một tòa thành cũ nát. Ngay sau khi ba người vào thành, một ông lão quần áo rách rưới đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ba người. Ông lão mỉm cười, ba vị là lần đầu đến đây đúng không? Diệp Huyên cười nói, đúng vậy. Ông lão cười nói, ba vị, thành này cũng không thể tùy tiện tiến vào. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Ông lão cười nói, những người trong thành này đều không phải người tốt. Nếu ba vị tiến vào trong đó, sợ là sẽ gặp phiền phức lớn. Diệp Huyên đột nhiên kéo tay Tiểu Tịnh giơ lên, khi ông lão nhìn đấy nhẫn chứa đồ trên tay Tiểu Tịnh, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, giống như là nhìn thấy quỷ vậy, liên tục lùi về sau, cuối cùng đứng không vững, trực tiếp lảo đảo té ngã xuống đất. Diệp Huyên nhìn thấy một màn này, quay đầu nhìn về phía Tiểu Tịnh, muội xem, danh tiếng của muội tệ cỡ nào kìa. Tiểu Tịnh vẻ mặt vô tội. Xa xa, ông lão kia hoảng sợ nhìn Tiểu Tịnh, ngươi, ngươi, mẹ kiếp. Nói xong, ông ta xoay người, đầu cũng không quay lại, biến mất ở xa xa. Diệp Huyên không nói gì. Nhà đầu kia rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện xấu. Tiểu Tịnh hơi do dự, sau đó nói, ta trước kia hình như rất xấu xa. Diệp Huyên nói, bỏ hình như đi. Tiểu Tịnh. Diệp Huyên nói, đi thôi, đi hỏi thăm về muội trước kia. Ba người tiến vào trong thành, vừa mới tiến vào trong thành, những ánh mắt không có ý tốt nhìn qua. Diệp Thanh Thanh đang muốn ra tay. Diệp Huyên đột nhiên kéo tay Tiểu Tịnh, dương giọng nói, không sợ chết thì cứ tới đây đi. Trong nháy mắt, những ánh mắt kia tán loạn, không chỉ như thế, Diệp Huyên còn phát hiện, cả tòa thành vô số hơi thở đột nhiên bỏ chạy ra ngoài thành, chỉ chốc lát, cả tòa thành lập tức khoảng không. Thật sự trống không? Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyên đã hóa đá. Như này sợ là không phải đơn giản chỉ là làm chuyện xấu. Nhà đầu kia khi diệt tộc thật sự là ngay cả con kiến cũng phải tưới nước sôi. Trên đường, ba người Diệp Huyên đứng im lặng. Cả tòa thành đều im lặng. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Tịnh, trước kia muội rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện xấu. Tiểu Tịnh hơi hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói, những chuyện trước kia, có liên quan gì đến ta bây giờ chứ? Những năm nay, có ai không từng làm qua một chút chuyện xấu? Nói xong. Cô bé nhìn về phía Diệp Huyên, ca ca, huynh nói đúng không? Diệp Huyên cạn lời. Phải nói là tiếng xấu của cô nhóc Tiểu Tịnh có chút vượt ngoài dự đoán của hắn. Không đúng, phải nói là mức độ nguy hiểm của cô nhóc kia quá kinh khủng. Mọi người trong cả tòa thành đều bỏ chạy. Đây phải khủng bố đến mức nào? Diệp Huyên bó tay. Tiểu Tịnh nhìn Diệp Huyên hỏi, ca ca, làm sao giờ? Diệp Huyên nhàn nhạt nói, còn có thể làm sao giờ? Hắn nói xong bèn nhìn thoáng qua xung quanh bảo, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi. Tiểu Tịnh gật đầu, ngoan ngoãn đáp, vâng. Diệp Huyên tìm một quán rượu trong thành, bên trong không có một bóng người, trên bàn còn đặt vài ly rượu, hiển nhiên những vị khách kia cũng vừa chạy. Diệp Huyên bỗng nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, nhóc con, thần hồn của ta đã trở nên rất mạnh, ta muốn thử tu luyện cách gấp. Diệp Thanh Thanh gật đầu, được. Diệp Huyên cũng gật đầu, vẫn nên giải quyết chuyện của cô nhóc kia trước đi. Hắn nói xong bèn liếc nhìn xung quanh, sau chộp một cái, thời không bỗng vỡ vụn. Ngay sau đó, một người đàn ông ở ngoài thành trực tiếp bị Diệp Huyên bắt tới. Người đàn ông ngơ ngác. Diệp Huyên đang định mở miệng hỏi thì người đàn ông kia chợt nhìn thấy Tiểu Tịnh, lập tức như gặp quỷ, trực tiếp sụi lơ xuống đất, run rẩy nói, đồ tể. Tiểu Tịnh cau mày, ngươi đừng nói bừa, ta là một người nói lý lẽ. Hắn ta hoảng sợ đến cùng cực, cả người không ngừng run bần bật. Diệp Huyên nặng nề bảo, ngươi nói chuyện đàng hoàng coi. Người đàn ông vội vàng đi đến bên cạnh Diệp Huyên, rời xa Tiểu Tịnh. Diệp Huyên hỏi, nói một chút về nàng ta đi. Hắn vẫn khá là tò mò chuyện của Tiểu Tịnh. Người đàn ông chần chờ một lát mới nói. Nàng ta là người của đội lính đánh thuê Càn Khôn,
có biệt hiệu đồ tể, thích giết người. Nàng ta từng tàn sát cả một tòa thành, trong đó có khoảng mấy triệu người. Nàng ta mỗi người một đao, giết 3 ngày 3 đêm. Chẳng những vậy, nàng ta còn xếp chồng mấy triệu cái đầu người lên nhau rồi nằm ở chính giữa. Diệp Huyên quay đầu ngó Tiểu Tịnh, cô bé có hơi chột dạ, khẽ rũ đầu, không dám nói gì. Người đàn ông lại nói, đây còn chưa là gì. Diệp Huyên sửng sốt. Vậy mà còn chưa là gì? Người đàn ông lại nói, hễ là tòa thành nào nàng ta đi ngang qua thì đều sẽ bị tàn sát. Ngay cả ổ kiến cũng không tha. Gần đây nhất, thành bị tàn sát là Thiên Hoang Thành. Nếu ngươi muốn biết nàng ta giết người đa dạng, cỡ nào thì có thể đến đó xem. Nó cách nơi này mấy trăm dặm thôi. Giờ chỗ ấy. Hắn ta nói đến đây thì như nhớ tới gì đó, sắc mặt lập tức trắng bệch. Diệp Huyên im lặng. Người đàn ông bỗng run rẩy hỏi, công tử, ta có thể đi được chưa? Diệp Huyên khẽ gật đầu, người đi đi. Hắn ta vội vàng xoay người bỏ chạy. Diệp Huyên bỗng mở miệng, đến Thiên Hoang Thành xem đi. Hắn nói xong bèn dẫn theo Tiểu Tịnh biến mất khỏi tại chỗ. Một lát sau, ba người đã đi đến Thiên Hoang Thành, còn chưa đến gần thì Diệp Huyên đã ngửi được một mùi máu tươi tanh nồng gây mũi. Sắc mặt Diệp Huyên thoáng chốc xa sầm. Khi đi vào cửa thành thì Diệp Huyên cau mày, cả. Tòa thành đều đệ như máu, từ tường thành đến mặt đất nơi nơi tràn ngập máu tươi y như được làm từ máu. Mà trong thành thì lại vô cùng thảm thiết. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng nói, cô gái này đúng là một kẻ tàn nhẫn. Trái lại Diệp Thanh Thanh lại có vẻ hết sức bình tĩnh. Tàn sát một thành gì đó, ở chỗ nàng ta chỉ là chuyện nhỏ. Diệp Huyên không có vào thành. Khẽ thở dài một hơi. Hắn đã đánh giá thấp sự khát máu của cô nhóc kia. Đây không phải là một kẻ cuồng giết người bình thường, mà là một gã đồ tể rồi. Tiểu Tịnh lặng lẽ ngó Diệp Huyên rồi nhỏ giọng nói ta. Diệp Huyên lại khẽ thở dài. Nếu cô nhóc này mà khôi phục trí nhớ thì chắc chắn không phải loại nói vài ba câu đã có thể thay đổi. Giờ phút này, hắn bỗng thấy hơi hối hận. Nhưng... nếu thả cô nhóc này đi như thế thì hắn cũng thấy không ổn, theo mình còn có thể quản lý đôi chút. Nếu cứ để cô nhóc đi, một khi khôi phục trí nhớ thì không biết còn có bao nhiêu người sẽ gặp nạn. Bấy giờ, Diệp Thanh Thanh bỗng nói ca, để nàng ta ở lại thư viện đi. Diệp Huyên nhìn Diệp Thanh Thanh, nàng ta bình tĩnh nói ca, ta nói thật, bên cạnh huynh chẳng mấy ai là người tốt. Chẳng hạn như ta cũng không phải người tốt. Người mà ta đã giết chắc chắn còn nhiều hơn cô nhóc kia rất nhiều. Không chỉ mình ta, người phụ nữ kia càng không phải người tốt gì, nàng vì huynh, đừng nói là tàn sát hàng loạt người dân trong thành, có giết sạch vũ trụ thì cũng sẽ không hề nhíu mày dù chỉ một cái. Còn cha huynh nữa, trước đây, số người y cũng từng giết chắc một cái tinh vực cũng chứa không xuể. Thế nên, nếu huynh thật sự muốn chút chuyện tốt, vậy thu cô nhóc kia đi, thay đổi hoặc quản lý nàng ta. Tiểu Tịnh vội vàng gật đầu, đúng vậy, ta bằng lòng bị thay đổi, bằng lòng bị quản lý. Thực ra, cô bé cũng không sợ Diệp Huyên mấy mà là sợ Diệp Thanh Thanh. Bởi vì trực giác nói cho nàng ta, người phụ nữ này có thể giết mình. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi cười bảo, muội nói rất đúng. Hắn nói xong bèn nhìn về phía Tiểu Tịnh, vậy sau này ngươi đi theo ta, ngoan ngoãn tu thân dưỡng tính ở thư viện Quan Huyên. Không thể giết chóc vô tội vạ. Được không? Tiểu Tịnh vội gật đầu, được, được. Diệp Huyên gật đầu, đây là chính người đồng ý đó. Nếu sau này có khôi phục trí nhớ muốn đổi ý thì ta cũng kệ. Tiểu Tịnh lại gật đầu, ừ. Diệp Huyên lắc đầu, cô nhóc này có chút có lệ với mình quá. Nhưng không sao, sau này có vấn đề bảo Thanh Khâu hay Thanh Thanh nói chuyện với nàng ta là được. Nếu không được. Vậy bảo Thanh Nhi váy trắng đến nói chuyện. Diệp Huyên lắc đầu cười bảo, đi thôi. Hắn nói xong bèn xoay người rời đi. Tiểu Tịnh thấy vậy lập tức thở phào một hơi. Coi như qua. Diệp Huyên đi thẳng tới một mảnh tinh không, quyết định đặt chuyện của cô nhóc kia qua một bên, tu luyện trước cái đã. Phương pháp gấp kia, hắn nhất định phải đột phá mới được. Trong tinh không, Diệp Huyên khoanh chân ngồi, tay phải chậm rãi siết chặt. Chẳng mấy chốc, thời không xung quanh đã bị hắn nén thành sợi chỉ. Diệp Huyên phát hiện, lần này mình gấp có vẻ đơn giản hơn rất nhiều.
Sau khi thần hồn mạnh hơn, phương pháp gấp cũng trở nên khá đơn giản. Diệp Huyên cảm nhận được điều đó thì lập tức cười. Hắn lẳng lặng tu luyện, còn Diệp Thanh Thanh lại canh giữ giúp hắn. Tinh vực trong phạm vi mấy trăm vạn dặm này, dù là một con muỗi cũng đừng hòng bay vào được. Mà Tiểu Tịnh lại có chút đau khổ. Bởi vì cô bé không muốn ở chung một chỗ với Diệp Thanh Thanh. Nhóc con này hơi sợ Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh bỗng nói, đi. Nàng ta nói xong còn không chờ Tiểu Tịnh trả lời đã trực tiếp dẫn Tiểu Tịnh xuất hiện ở Loạn Táng Thành. Lúc này, trong thành vẫn trống không. Hiển nhiên là đều sợ vị đồ tể kia đến sát hại hàng loạt người dân trong thành. Tiểu Tịnh trần chờ một chút mới hỏi, Thanh tỷ, chúng ta không canh giữ bên cạnh ca ca hả? Diệp Thanh Thanh nhàn nhạt nói, người yên tâm, người chết thì huynh ấy cũng sẽ không sao. Tiểu Tịnh câm nín. Thanh tỷ nói chuyện đúng là không dễ nghe tí nào. Diệp Thanh Thanh liếc Tiểu Tịnh hỏi, nhóc con, giờ ngươi vẫn chưa khôi phục trí nhớ đúng không? Tiểu Tịnh gật đầu, đúng vậy. Diệp Thanh Thanh lại liếc Tiểu Tịnh, không nói lời nào. Tiểu Tịnh lập tức toát mồ hôi lạnh, quả thật chưa có khôi phục trí nhớ, nhưng trực giác của ta vẫn luôn nói cho ta biết nên làm thế nào. Nàng ta nói xong, do dự một lát lại cười khổ, Thanh tỷ, sau này ta nhất định sẽ làm người tốt. Tiểu Tịnh sửng sốt. Diệp Thanh Thanh nhàn nhạt nói, người làm loại người nào thì cứ làm loại người đó. Tiểu Tịnh bảo, nhưng ca ca. Diệp Thanh Thanh lạnh nhạt nói, ca của ta nhìn chung coi như một người tốt, người khác không chọc huynh ấy thì huynh ấy sẽ không nặng tay. Nhưng cai quản một cái vũ trụ, sao có thể chỉ có lòng tốt được? Còn phải có thủ đoạn tàn nhẫn, người có thể thay huynh ấy làm một số việc mà huynh ấy không tiện làm, hiểu? Tiểu Tịnh chớp chớp mắt bảo, hắn sẽ không vui. Diệp Thanh Thanh lại nói, người không nói chẳng phải là được. Đương nhiên. Ngươi cũng đừng làm cái chuyện như tàn sát hàng loạt dân trong thành. Cách làm ấy ngoài thỏa mãn tâm lý biến thái của ngươi ra thì chẳng có ý nghĩa gì hết. Giết kẻ yếu, chẳng xem như bản lĩnh gì. Muốn giết thì phải giết người mạnh hơn hay ngang mình, hiểu chưa? Tiểu Tịnh khẽ gật đầu, hiểu rồi. Diệp Thanh Thanh nói tiếp, còn nữa, ta khuyên ngươi đừng nghĩ rời khỏi ca của ta, nếu ngươi rời đi thì ta sẽ giết ngươi. Nàng ta nói xong bèn cầm lấy ly rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, đừng hỏi tại sao ta muốn giết ngươi, đáp chính là ta muốn, chứ chẳng có lý do gì, hiểu. Tiểu Tịnh tiếp tục gật đầu, ta biết rồi. Diệp Thanh Thanh gật đầu, nhớ đó, ban nãy ta chưa nói gì với ngươi hết. Nếu sau này ngươi làm chuyện gì khiến ca của ta bực, đừng nói ta bảo. Nếu ngươi dám nói thế, ta chắc chắn sẽ không thừa nhận. Hơn nữa. Ta còn sẽ đánh ngươi đến nỗi mẹ ngươi cũng không nhận ra. Tiểu Tịnh im lặng. Đây đúng là không phải chuyện người có thể làm mà. Diệp Thanh Thanh cau mày, có nghe ta nói không vậy? Tiểu Tịnh vội vàng gật đầu, nghe rồi. Tỷ yên tâm, sau này nếu lộ, ta sẽ nói là mình muốn làm vậy, không liên quan gì đến tỷ tỷ hết. Diệp Thanh Thanh gật đầu, nhớ kỹ lời ngươi nói đó. Tiểu Tịnh câm nín. Cô bé bỗng dưng có chút tủi thân. Mình chưa từng bị bắt nạt như vậy bao giờ luôn. Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu liếc nhìn tinh không rồi nói, ngươi đừng cảm thấy uất ức, đi theo ca ca của ta thì tương lai vô cùng rộng mở. Giờ ngươi không nhìn thấy mặt ấy, sau này sẽ hiểu thôi. Tiểu Tịnh bỗng nói, ca ca là người thiên mệnh. Diệp Thanh Thanh nhàn nhạt nói, cũng không có đơn giản như vậy. Tiểu Tịnh cau mày, không có đơn giản như vậy. Diệp Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, giờ ngươi quá yếu, nói với ngươi thì ngươi cũng không hiểu. Tiểu Tịnh. Diệp Thanh Thanh lại bảo, ta đi theo huynh ấy một thời gian ngắn rồi sẽ rời đi. Đến lúc đó, ca của ta sẽ giao cho ngươi chăm sóc. Tiểu Tịnh gật đầu, được, được. Diệp Thanh Thanh không nói thêm gì nữa. Tiểu Tịnh ngó Diệp Thanh Thanh hỏi, tỷ phải đi hả? Diệp Thanh Thanh gật đầu, mấy người chúng ta đã bàn rồi. Mỗi người chỉ có thể đi theo huynh ấy một thời gian ngắn thôi. Tiểu Tịnh trần chờ rồi hỏi, mấy người còn lại cũng trâu bò như tỷ hả? Diệp Thanh Thanh ngó Tiểu Tịnh, đừng lo, ta là trâu nhất. Gặp những người khác, chính là cái người mà huynh ấy gọi Thanh Nhi, người khỏi cần nể mặt gì, cứ đánh cho thật mạnh, hiểu. Tiểu Tịnh gật đầu, hiểu rồi, ta chắc chắn sẽ đánh các nàng một trận thay tỷ. Trong tinh không,
Diệp Huyên đã gấp mấy trăm dặm tinh vực xung quanh thành sợi chỉ. Giờ phút này, sức mạnh ẩn chứa trong sợi chỉ đến cả hắn cũng không đoán chính xác được. Dù sao, một kiếm bổ xuống chắc chắn có thể hủy diệt đất trời. Diệp Huyên nhìn sợi chỉ trong tay, khẽ cong môi. Sau đó, hắn vung tay lên, thời không lập tức khôi phục bình thường. Diệp Huyên quay đầu thì thấy Diệp Thanh Thanh dẫn theo Tiểu Tịnh bước tới. Diệp Huyên hơi tò mò hỏi, hai người đi đâu vậy? Diệp Thanh Thanh đáp, tâm sự. Diệp Huyên hỏi, tâm sự cái gì? Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, tâm sự về cuộc đời. Diệp Huyên cạn lời. Hắn mới không tin muội ấy sẽ tâm sự về cuộc đời với Tiểu Tịnh đâu. Diệp Thanh Thanh bỗng nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên hỏi, đi đâu? Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Huyên đáp, huynh có muốn tu luyện cơ thể không? Cơ thể? Diệp Huyên chớp chớp mắt hỏi, muội có phương pháp tu luyện cơ thể hả dấu lớn? Diệp Thanh Thanh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên lại lắc đầu, thôi bỏ đi. Diệp Thanh Thanh khó hiểu. Diệp Huyên cười bảo, ngay cả kiếm ta còn chưa tu tốt, lại tu cơ thể thì tham quá cũng không tốt. Giờ đây, hắn chỉ muốn tu luyện tốt kiếm đạo. Chăm chú vào kiếm đạo. Diệp Thanh Thanh gật đầu, cũng đúng. Diệp Huyên lại hỏi, theo ta về thư viện hả? Diệp Thanh Thanh lắc đầu, không. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao? Diệp Thanh Thanh bình tĩnh đáp, không đi là không đi. Diệp Huyên cạn lời. Diệp Thanh Thanh lại bảo, ta đi đây. Diệp Huyên vội hỏi, đi đâu? Diệp Thanh Thanh nói, đi tìm chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên chần chờ rồi nói, nhóc con, giờ hình như tên kia cũng không nhằm vào ta. Hay là, tha cho y một lần. Diệp Thanh Thanh đáp, yên tâm, ta chỉ đi tìm y nói chuyện phiếm thôi. Diệp Huyên bó tay. Diệp Thanh Thanh liếc Tiểu Tịnh đang ngoan ngoãn bên cạnh nói, đừng quên lời ta đã nói với ngươi. Nàng ta nói xong bèn quay đầu nhìn Diệp Huyên, lấy một chiếc nhẫn chứa đổ ra đặt vào tay hắn. Sau đó, Diệp Thanh Thanh bèn hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở phía cuối chân trời. Diệp Huyên nhìn chân trời đằng xa, im lặng một lúc lâu. Nhóc con kia nói đi là đi luôn. Đúng là chẳng chút do dự hay chần chờ gì hết. Một lát sau, Diệp Huyên nhìn về phía chiếc nhẫn trong tay, bên trong có khoảng hơn 1 tỷ thần qua tinh. Hơn 1 tỷ. Diệp Huyên thấy nhiều thần qua tinh như vậy thì kinh ngạc. Nhóc con kia lấy đâu ra nhiều thần qua tinh như vậy thế? Đúng lúc này, Tiểu Tịnh bên cạnh bỗng cười hỏi, chúng ta đi thư viện hả? Diệp Huyên gật đầu, về thư viện đã. Tiểu Tịnh lập tức cười nói, được rồi. Diệp Huyên ngó Tiểu Tịnh, trông muội có vẻ rất vui. Tiểu Tịnh gật đầu, ta khá là tò mò về thư viện của ca ca đó. Diệp Huyên cười bảo, đi thôi. Hắn nói xong bèn dẫn theo Tiểu Tịnh xoay người rời đi. Xong bấy giờ, mấy trăm luồng khí tức khủng bố chợt ập đến từ sâu trong tinh không. Diệp Huyên cảm giác được nó thì khẽ cau mày. Những khí tức đó thật mạnh. Trong đó có ít nhất hơn 10 cao thủ chí thần cảnh. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì họ rõ ràng nhằm về phía hắn và Tiểu Tịnh. Lẽ nào là đến tìm Tiểu Tịnh trả thù? Đúng lúc này, đám người kia đã xông tới trước mặt Diệp Huyên. Bọn họ ai nấy đều ăn mặc kỳ lạ, vừa nhìn đã không giống người tốt. Dẫn đầu là một người đàn ông đầu trọc, cầm một thanh đao to bự. Khi nhìn thấy Tiểu Tịnh thì đám người đó lập tức phấn khích hú hét. Tiểu Tịnh chớp chớp mắt, không nói gì. Diệp Huyên liếc Tiểu Tịnh, cũng không nói lời nào. Bấy giờ, người đàn ông đầu trọc chợt cúi người vái chào Tiểu Tịnh, xin chào đoàn trưởng. Mấy người còn lại đằng sau ông ta cũng khom lưng chào, xin chào đoàn trưởng. Đoàn trưởng. Diệp Huyên im lặng. Cấp dưới của cô nhóc này đến rồi. Tiểu Tịnh liếc đám người đầu chọc một cái hỏi, đoàn trưởng. Người đàn ông đầu chọc cười nói, đoàn trưởng vẫn chưa nhớ lại à? Tiểu Tịnh gật đầu, ông ta phấn khích nói, đoàn trưởng, người thành công rồi, ha ha. Thành công. Mấy người còn lại cũng điên cuồng cười to. Diệp Huyên và Tiểu Tịnh đều có chút mù mờ. Người đàn ông đầu chọc cười bảo, vô ngã thần pháp. Đoàn trưởng tu luyện công pháp đó tổng cộng có 6 tầng. Mà lần này, người đang tu tầng thứ 6, chỉ cần thành công thì có thể đạt tới vô ngã chi cảnh.
Trước người từng nói nếu luyện thành sẽ trở lại vẻ ngoài khi xưa. Khi ấy, coi như thành công. Tiểu Tịnh chớp chớp mắt, không nói gì. Diệp Huyên liếc Tiểu Tịnh, hóa ra là cô nhóc này tu luyện thần công thành công. Đúng lúc này, người đàn ông đầu chọc kia chợt ngó Diệp Huyên hỏi, hắn là. Tiểu Tịnh đáp, ca ca ta quen. Ca ca. Đám người đầu chọc nghe thấy câu trả lời của Tiểu Tịnh thì cau mày. Tiểu Tịnh lại bổ sung, ca ca ta vừa quen. Sắc mặt người đàn ông đầu chọc lập tức xa sầm, sao hắn lại có tư cách làm ca ca người được? Ông ta nói xong bèn nhìn về phía Diệp Huyên, chắc chắn là ngươi thừa dịp đoàn trưởng mất trí nhớ nên dùng miệng lưỡi dẻo quẹo lừa nàng. Ngươi đáng chết. Ông ta nói xong lập tức đấm thẳng một quyền về phía Diệp Huyên. Trực tiếp ra tay. Diệp Huyên thấy vậy, ánh mắt thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Ngay sau đó, hắn rút kiếm ra rồi chém mạnh xuống. Ầm. Một mảnh kiếm quang lập tức nổ tung. Người đàn ông đầu chọc thoáng chốc bị đánh bay tới mấy ngàn trượng. Mọi người thấy vậy đều sửng sốt. Lợi hại vậy luôn. Người đàn ông đầu chọc ngó nắm tay mình, giờ nó đã xuất hiện vô số vết rạn. Ông ta thấy vậy thì mặt mày thoáng chốc trở nên dữ tợn, nhìn về phía Diệp Huyên gần giọng nói, ngươi lại dám đánh ta bị thương. Người đàn ông đầu chọc quát xong định ra tay, Diệp Huyên lại bước lên trước một bước, nắm chặt tay phải. Kế tiếp, thời không xung quanh lập tức bị hắn gấp lại. Ông ta thấy cảnh đó thì con ngươi tức thì co rút lại, thầm hoảng sợ, đoàn trưởng, cứu ta. Ông ta biết, dù mình có làm gì cũng không đỡ nổi một chiêu ấy. Bên kia, Tiểu Tịnh định mở miệng thì Diệp Huyên chợt liếc nàng ta một cái, hay là, muội chết thay ông ta. Ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng lại khiến Tiểu Tịnh cảm giác được một sự lạnh lẽo tận xương. Tiểu Tịnh trần chờ rồi đáp, ca ca làm gì làm đi. Diệp Huyên giơ tay bổ xuống một kiếm. Ầm. Một kiếm bổ xuống, người đàn ông đầu chọc thoáng chốc bị nó giết chết. Chẳng những vậy, mấy người còn lại cũng bị chém lui lại mấy vạn trượng. Uy thế của một kiếm ấy thật sự khủng bố đến mức đó. Những người còn lại liếc nhìn nhau. Trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Tiểu Tịnh ngó Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cất kiếm Thanh Huyên đi, quay đầu nhìn Tiểu Tịnh hỏi, có theo ta đi không? Tiểu Tịnh lập tức gật đầu đáp, có. Diệp Huyên gật đầu, vậy đi thôi. Tiểu Tịnh quay đầu nhìn những thành viên nói, các ngươi đừng đi theo ta. Nàng ta nói xong bèn theo Diệp Huyên rời đi. Những thành viên khác đứng tại chỗ quay mặt nhìn nhau. Lúc này, một ông lão bỗng nói, đợi đoàn trưởng nhớ lại, thanh niên kia sẽ không áp chế được nàng. Sau đó, nàng sẽ đến tìm chúng ta thôi. Mấy người còn lại đều gật đầu. Trên đường, Diệp Huyên im lặng không nói gì. Tiểu Tịnh ngó Diệp Huyên rồi hỏi, tức giận. Diệp Huyên cười đáp, không có. Tiểu Tịnh liếc Diệp Huyên, còn bảo không có, đúng là đồ hẹp hòi. Diệp Huyên cười hỏi, ta hẹp hòi. Tiểu Tịnh do dự một lúc mới nói, có phải ca ca nghi ngờ ta đã khôi phục trí nhớ không? Diệp Huyên gật đầu. Tiểu Tịnh cười nói, không có khôi phục trí nhớ. Diệp Huyên nhìn Tiểu Tịnh, cô bé mỉm cười nói, thật sự chưa có khôi phục trí nhớ, nhưng ta cũng biết trước đây, mình chắc chắn không phải người tốt gì. Diệp Huyên tò mò hỏi, sao lại nói vậy? Tiểu Tịnh suy nghĩ một lát rồi đáp, vì ta cảm thấy mình đi theo huynh là vì mục đích gì đó. Dù sao, chính là trực giác bảo ta đi theo ca ca. Hơn nữa, còn có khả năng không có ý tốt. Diệp Huyên im lặng. Không có ý tốt. Tiểu Tịnh nhìn về phía Diệp Huyên cười nói, không nói những chuyện đó nữa. Suy cho cùng, ta đã gọi huynh là ca ca. Vậy thì huynh chính là ca ca của ta. Diệp Huyên cười bảo, đi thôi. Hắn dứt lời bèn dẫn theo Tiểu Tịnh biến mất khỏi tại chỗ. Một lát sau. Diệp Huyên đã dẫn Tiểu Tịnh trở về vũ trụ tiểu quan. Bên trong thư viện, Diệp Huyên dẫn Tiểu Tịnh tìm đến Thanh Khâu, khi nhìn thấy Tiểu Tịnh thì nàng ấy còn cố ý liếc nàng ta một cái. Tiểu Tịnh mỉm cười chào hỏi, xin chào tỷ tỷ. Thanh Khâu cười nói, ngươi không phải người tốt. Tiểu Tịnh lập tức đen mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 250.